Ok, thì sơ qua cái chương trình của buổi số 3 ngày hôm nay của nhóm chúng ta là hôm nay là mọi người sẽ cùng nhau nghiên cứu về một cái lý thuyết rất là quan trọng, đó là sóng Eliot. Và sau phần sóng Eliot thì chúng ta sẽ đi một chút về cái công cụ Fibonacci. Thì Fibonacci nó là một cái tỷ lệ gần như là hoàn hảo trong tự nhiên. Cái đấy thì khoa học họ chưa giải thích được là tại sao lại như vậy. Nhưng mà hầu như tất cả mọi cái con số ở trong tự nhiên này nó đều xoay quanh cái dãy số Fibonacci, thì nó ứng dụng vào chơi cũng vậy, cái tỷ lệ của nó gần như chính xác rất là tốt. Thì trước tiên, phần đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về cái sóng Eliot này, thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái bài ngày hôm nay. Thì cái lý thuyết sóng Eliot này nó là một trong những công cụ phân tích, nó được các nhà phân tích chứng khoán chuyên nghiệp sử dụng để đánh giá cái xu hướng của các thị trường tài chính. Và cái lý thuyết này nó được đặt tên theo cái người sáng tạo ra nó là ông Nelson Eliot. Thì cái phương pháp này nó đã được ra đời từ những năm 1930, thế kỷ trước. Và từ đó đến nay là gần một thế kỷ rồi thì nó vẫn luôn đúng trong các cái thị trường tài chính. Kể cả cái thị trường tài chính mới nhất hiện nay đó là cryptocurrency. Thì chúng ta thường hay sử dụng cái phương pháp này để nắm bắt và dự đoán cái xu hướng của thị trường. Và như mọi người đã biết thì trên cái đồ thị giá thì cái giá, cái đường giá nó luôn luôn dao động tạo thành những con sóng của thị trường. Ở đây, đường giá nó luôn luôn dao động tạo thành những con sóng của thị trường, cứ lên lại xuống, xuống lại lên. Không bao giờ có chuyện nó đi thẳng tắp cả. Đó, luôn dao động tạo thành những con sóng của thị trường. Và cái ông Eliot kia ấy, ông ấy chỉ ra là các thị trường tài chính nó thường diễn biến theo các cái mô hình giá mà nó lặp đi lặp lại. Và cái mô hình giá này nó có xuống lặp đi lặp lại trên các cái biểu đồ ở tất cả khung thời gian dài hạn, từ dài hạn cho đến ngắn hạn. Và theo cái lý thuyết Eliot này thì trong cái giai đoạn xu hướng chính của thị trường, ví dụ như ở cái hình minh họa này, ở cái hình minh họa này, thì cái xu hướng chính từ cái giai đoạn em chỉ con trỏ chuột đây, xu hướng từ đây đi lên cái đỉnh số 5 này, thì cái xu hướng chính của thị trường đang là xu hướng đi lên. Thì nó sẽ có 5 con sóng, bao gồm sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5. Thì trong đó có 3 con sóng, đó là sóng 1 này, sóng 3 này và sóng 5. Nó được gọi là những con sóng đẩy. Còn sóng 2 và sóng 4, nó được gọi là những con sóng điều chỉnh. Như cái ngày hôm qua chúng ta học về cái lý thuyết đa, thì chúng ta biết câu chuyện đây là cái xu thế chính. Còn đây là xu thế thứ cấp. Sóng 1, sóng 3 và sóng 5 là xu thế chính. Sóng 2 và sóng 4 là cái xu thế thứ cấp. Và cái lý thuyết Dow hôm qua nhắc lại một chút. Đó là xu thế chính khi mà thị trường hình thành cái xu thế tăng ở sóng 1 này và điều chỉnh ở sóng 2, thì cái xu thế chính của sóng 1 nó chỉ tiếp diễn khi và chỉ khi sóng này nó tăng lên và vượt qua cái đỉnh số 1. Tương tự ở sóng số 4 cũng vậy. Cái xu thế chính của sóng 3 nó chỉ tiếp diễn khi mà giá vượt lên và vượt qua cái đỉnh của sóng số 3 tạo thành cái sóng số 5 này. Thì đó là một phần trong cái lý thuyết đa về xu thế chính và xu thế thứ cấp. Thì đây ở trong cái giai đoạn này, thị trường đang trong giai đoạn uptrend là cái xu hướng chính, thì chu kỳ giá nó sẽ có 5 con sóng. Còn khi thị trường chuyển sang cái giai đoạn downtrend ở đây thì nó lại là một cái giai đoạn điều chỉnh. Từ cái đỉnh 5 này về cái đỉnh C này, nó là một con sóng điều chỉnh của cả cái giai đoạn này. Đúng không ạ? Giai đoạn điều chỉnh của cả cả cái giai đoạn này. Thì cái giai đoạn điều chỉnh này, cái sóng điều chỉnh này, nó sẽ có bao gồm 3 sóng, là sóng A, sóng B và sóng C. Thì trong đó sóng A và sóng C là sóng dài. Còn sóng B nó là cái sóng hồi điều chỉnh của cái sóng A. Đó. Thì cái quy luật này nó đúng gần như ở mọi khung thời gian, từ dài hạn cho đến ngắn hạn. Bởi vì trong các cái buổi trước ấy, buổi số 2 thì khi chúng ta học về lý thuyết Dow ấy, thì các anh chị đã biết là trong thị trường luôn luôn có quy luật là sóng chồng sóng. Bên trong các con sóng lớn nó luôn luôn chứa đựng những cái con sóng nhỏ. Thì như ở cái hình này, hình số 2 này, các anh chị sẽ thấy là trong cái con sóng 1 này, trong cái con sóng 1 này của cái sóng 1 của cái xu hướng dài hạn, thì bản chất của nó cũng là cái giai đoạn tăng giá. Sóng 1 là một giai đoạn tăng giá.
thì bên trong của sóng 1 này nó cũng chứa đựng đủ 5 con sóng như ở dưới này. Chúng ta tách nhỏ nó ra. Thì sóng 1 nó cũng chứa đựng đủ 5 con sóng là 3 sóng tăng và 2 sóng điều chỉnh của cái sóng 1. Đúng theo cái lý thuyết Elliott như ở dưới này. Và trong sóng lớn, ở cái sóng lớn bên trên này, ở cái sóng điều chỉnh số 2, thì nó trong cái sóng số 2 này, nó cũng sẽ chứa đựng đủ 3 con sóng giảm A, B, C như ở đây. Và các con sóng khác nó cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là cứ sóng lớn chồng sóng nhỏ, trong sóng lớn nó luôn chứa đựng những cái con sóng nhỏ khác. Đó là cái lý thuyết mà trong các cái đồ thị giá chúng ta đều gặp phải. Từ đồ thị chứng khoán, đồ thị forex ngoại hối, rồi đồ thị vàng, đồ thị dầu, đồ thị giá dầu, nó cũng đều lặp lại cái mô hình này. Tuy nhiên, khi thị trường nó chuyển sang giai đoạn downtrend bên này, khi cái đồ thị lớn nó chuyển sang giai đoạn downtrend bên này, có nghĩa là xu hướng chính của thị trường khi đó là xu hướng giảm giá, thì khi đó các con sóng nhỏ nó lại theo cái chu kỳ là tại vì từ cái đỉnh 5 này về cái đáy C này, thì xu thế chính của cái giai đoạn này là xu thế giảm. Thì sóng chính của xu thế giảm là sóng A và sóng C. Thì cái sóng chính của nó là sóng A và sóng C thì nó lại bao gồm 5 con sóng. Có nghĩa là mọi người cứ nhớ là sóng chính thì bao gồm 5 sóng, còn sóng điều chỉnh thì bao gồm 3 sóng. Thì sóng A ở đây nó cũng bao gồm 5 con sóng. Còn cái sóng B này nó là cái sóng điều chỉnh thì nó sẽ bao gồm 3 sóng. 3 sóng. Như sóng A này là sóng chính của cái xu thế giảm thì nó sẽ bao gồm 3 con sóng nhỏ là 3 con sóng giảm và 2 con sóng điều chỉnh nhỏ là con sóng tăng lên. Thì đó, sóng B là sóng điều chỉnh thì nó bao gồm 3 sóng như ở đây. 2 sóng tăng và 1 sóng giảm điều chỉnh của sóng B. Thì đó, mọi người cứ nhớ lý thuyết Elliott là sóng chính thì sẽ có 5 sóng, còn sóng điều chỉnh thì sẽ có 3 sóng. Thì chúng ta có thể dùng cái lý thuyết này để phán đoán thị trường, để chúng ta biết là cái con sóng của thị trường nó đang đi đến đâu. Đó, thì nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao nó lại hình thành ra cái mô hình sóng Elliott này? Tại sao không phải là 6 sóng, không phải là 8 sóng hay là 9 sóng mà lại chỉ là 5 sóng hoặc là 3 sóng thôi? Đó. Và tại sao là các con sóng nó cứ lên xong lại xuống rồi mới lên, mà sao nó không một phát nó đi lên luôn? Thì cái việc nó hình thành ra các cái mô hình sóng như thế này, nó được giải thích bằng cái tâm lý thị trường của các nhà đầu tư, bao gồm cả các cái tổ chức đầu tư lớn và các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường. Từ xưa đến nay nó đều vậy thôi. Thì như trong hai buổi đầu chúng ta đã học là sau một giai đoạn, một cái chu kỳ đẩy giá lên của thị trường, thì các nhà đầu tư lớn và những người đầu tư vừa và nhỏ nhưng mà họ có kinh nghiệm thì họ bắt đầu họ chốt lời ra. Và khi một số tiền lớn được rút được khỏi thị trường thì giá giảm mạnh, khiến cho các nhà đầu tư nhỏ hoảng loạn và bắt đầu họ cũng panic sell. Họ có nghĩa là họ bán hoảng loạn, có nghĩa là họ không vững tâm lý, họ thi nhau họ bán ra bất chấp giá nào để thu về một cái phần tiền vốn của họ. Và chính hành động đó nó lại càng làm cho giá nó giảm sâu hơn nữa. Và khi mà lực bán trên thị trường nó đã yếu dần. Như đây mọi người nhìn cái đồ thị này mọi người thấy rõ hơn. Chẳng hạn đây nó là một cái đỉnh tăng giá cũ và nó chuyển sang giai đoạn giảm đây. Mà bắt đầu chúng ta tăng lên từ đây. Thì ở giai đoạn này những nhà đầu tư lớn và những nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng mà họ có kinh nghiệm mà bắt đầu chốt. Thì chốt lên đây thì bắt đầu những nhà đầu tư nhỏ lẻ khác cũng panic sell ra và đẩy giá xuống cái đáy này. Đẩy giá xuống cái đáy này. Thì như vậy, bằng cái những cái hành động như vậy thì nó đã hình thành cái sóng. Và nó hình thành, à không, nói như này thì mọi người hơi khó hiểu. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái đỉnh cũ đi cho mọi người dễ hiểu. Thì từ cái đỉnh cũ này là các cái tổ chức lớn và những nhà đầu tư có kinh nghiệm họ đã chốt lời ra. Họ chốt lời ra thì khi một cái lượng tiền lớn được rút khỏi thị trường thì bắt đầu giá nó đao. Giá đao tầm giữa này thì bắt đầu là cái đội mà những nhà đầu tư amateur, nhà đầu tư không chuyên, họ bắt đầu sợ hãi và họ bán hoảng loạn ra để mà họ thu về một phần tiền vốn. Thì càng ngày như vậy, bằng cái lực lượng panic sell như vậy thì càng ngày giá nó càng đao xuống. Và càng ngày giá nó càng giảm sâu hơn. Và khi mà cái lực bán trên thị trường nó đã yếu dần, mà các nhà đầu tư lớn họ đã chốt lời xong rồi, các trader nhỏ mà chưa kinh nghiệm họ cũng thoát gần hết vào thị trường rồi, thì cái đồ thị giá nó về đến cái đáy số 0 này. Em gọi đây là cái đáy số 0. Đồ thị giá nó đao về đến tận cái đáy số 0 dưới này, thì chúng ta gọi đây là cái đáy số 0. Thì khi đó
cái lực bán trên thị trường nó đã quá yếu rồi. Có nghĩa là nhà đầu tư lớn chốt lời xong rồi, các tổ chức tài chính chốt lời xong rồi, những nhà đầu tư có kinh nghiệm họ chốt lời xong rồi, những trader không chuyên họ cũng hoảng loạn, họ thoát gần hết ra khỏi thị trường rồi. Thì khi đó cái lực bán trên thị trường đã quá yếu, tại vì có ông nào bán ở đâu. Và khi đó thị trường nó không thể đẩy giá xuống sâu hơn nữa thì nó hình thành một cái đáy ở đây. Và khi mà lực bán nó đã yếu rồi thì mọi người cứ hiểu cái câu chuyện là ở trên thị trường ở bất kỳ giá nào thì nó luôn luôn có hai nhóm người, là nhóm người mua và nhóm người bán. Thì khi mà lượng người bán đã không còn rồi thì tất nhiên là lượng người mua nó phải nhiều hơn lượng người bán. Và thứ hai là trong các buổi trước thì chúng ta đã biết là tại cái vùng này này thì giá nó sẽ đi sideways một thời gian để cá mập nó gom hàng, bắt đầu nó đẩy giá lên theo cái chu kỳ mới. Và như vậy là nó hình thành một cái sóng tăng đầu tiên được gọi là cái sóng 1 này. Nhưng đây nó thường là cái sóng tăng khá là ngắn. Trong cái sóng Elliott thì cái sóng 1 này nó thường là cái sóng rất là ngắn của thị trường. Và nó chỉ tăng trong ngắn hạn thôi. Và cái lực tăng của nó thường không mạnh. Tại vì khi đó, khi mà thị trường nó mới từ cái đáy nó đi lên một chút, thì lúc đó là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ ngoài kia, những nhà đầu tư mà chưa có kinh nghiệm, họ chưa quan tâm đến cái xu hướng này quá nhiều đâu. Tại vì họ chưa nhìn ra được cái xu hướng giá đó và họ chưa FOMO vào, thì lúc đó thường thường cái con sóng 1 nó là cái con sóng ngắn nhất trong 5 con sóng. À, trong 3 con sóng tăng. Thì sóng 1 cái lực tăng của nó thường không mạnh. Bởi vì lúc này trên thị trường này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì vẫn có một nhóm nhà đầu tư họ đang kỳ vọng là giá nó sẽ xuống thấp hơn nữa để họ mua vào. Thì ví dụ ở cái số 0 này chẳng hạn là cái giá 6.800 chẳng hạn, thì sẽ có nhiều người cho rằng không, ta thấy cái giá này nó vẫn cao quá, ta phải chờ bao giờ bit nó xuống tầm 4k ta mới mua. Bởi vì khi đó thì cái tình hình như thị trường và các nhà đầu tư vẫn chưa nhìn ra được một cái trend tăng nó rõ ràng, nên họ vẫn đang trong cái tâm lý muốn mua rẻ hơn. Và các nhà đầu tư nhỏ lẻ họ cũng chưa FOMO vào cái sóng 1 này ngay đâu. Thì thêm nữa là ở cái thời điểm này, cá mập nó sẽ bơm ra những cái tin xấu ở cái sóng 1 này về thị trường để các nhà đầu tư họ nghĩ rằng là giá nó sẽ đi xuống nữa. Và các nhà đầu tư đang chờ mua ở dưới này thì nó sẽ đẩy lên luôn từ cái đáy 2 này. Thì như vậy, bằng những cái lý do như vậy thì nó hình thành cái sóng điều chỉnh là cái con sóng số 2 của cái sóng 1. Và như vậy nó chưa gây ra cái sóng 1 này, nó chưa gây ra được cái sự FOMO nên cái sóng 1 này nó thường khá là ngắn. Và khi con sóng 1 nó đi lên như vậy thì các nhà đầu tư có xu hướng muốn bán ra để mua lại thấp hơn, nên nó đã hình thành cái con sóng điều chỉnh thứ hai là con sóng số 2 này, được gọi là sóng điều chỉnh của sóng 1. Thì lúc này với những ai có kiến thức thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái đáy của sóng số 2 này để xác nhận một cái xu hướng tăng giá mới. Nếu ai có kiến thức thì chúng ta sẽ căn cứ vào đáy của sóng số 2 để xác nhận một xu hướng tăng giá mới. Thì thường thì nếu bắt đầu một cái chu kỳ tăng ấy, thì đáy của sóng số 2 nó sẽ không bao giờ nó đi về bằng cái đáy số 0 này được. Nếu mà đi về bằng cái đáy số 0 này thì đó không phải là một xu hướng tăng. Thì đáy số 2 bao giờ nó phải cao hơn cái đáy số 0 này. Và thường khi chúng ta sử dụng công cụ Fibonacci, chúng ta kéo từ cái đáy cái đỉnh số 1 này về cái đáy 0 này, thì chúng ta sẽ thấy được là đáy của sóng số 2 nó sẽ rơi vào trong tầm 61.8% so với cái sóng số 1 này. Thì lát nữa chúng ta sẽ thực hành trực tiếp trên đồ thị là chúng ta đo bằng cái công cụ Fibonacci để ra cái đáy của sóng số 2. Thì đó. Mà cái đáy, khi cái đáy số 2 này nó không thể xuống bằng được, có nghĩa là khi đó, khi thị trường nó đã đi vào một cái xu hướng tăng rồi, thì lúc đó cái phe bull, có nghĩa là phe bò đấy, bao giờ nó cũng lớn hơn cái phe gấu, có nghĩa là phe người mua bao giờ cũng nhiều hơn phe người bán. Và cá mập lúc đó nó không thể đẩy giá xuống sâu hơn nữa, và nó luôn luôn có xu hướng nó đẩy giá lên. Thì khi đó cái đáy số 2 này bao giờ nó cao hơn cái đáy số 0 này, thì đó là cái tín hiệu cho thấy là cái lực mua trên thị trường nó đã tăng dần lên rồi. Vì vậy mà các nhà đầu tư bắt đầu tham gia vào để họ đặt lệnh mua. Và như vậy thì nó bắt đầu hình thành con sóng số 3 tiếp theo. Thì trong cái con sóng số 3, con sóng số 3 này nó là một con sóng tăng. Thì trong 3 con sóng tăng của cái nguyên lý sóng Elliott ấy, thì sóng 1, sóng 3 và sóng 5 là 3 con sóng tăng. Thì bao giờ thường thường theo lý thuyết thì con sóng số 3 này nó thường là con sóng dài nhất trong 3 con sóng tăng, và không bao giờ nó là con sóng ngắn nhất. Mọi người nhớ một cái nguyên lý là sóng 3 không bao giờ được phép là sóng ngắn nhất trong 3 con sóng tăng. Sóng 3 không bao giờ được phép là sóng ngắn nhất trong 3 con sóng tăng. Và khi chúng ta sử dụng cái chỉ số Fibonacci
thì chúng ta thường đo được cái đỉnh con sóng số 3 này nó sẽ rơi vào từ khoảng 1.618 cho đến 2.236 so với cái sóng số 1 này. So với sóng số 1 này. Và với con sóng số 3 này thì nó cũng định hình rõ nhất. Con sóng số 3 được gọi là cái con sóng mà nó định hình rõ nhất cho một cái xu hướng tăng. Và khi con sóng số 3 này nó bắt đầu thì nó sẽ bắt đầu gây ra cái sự FOMO trên thị trường. Có nghĩa là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư amateur và các nhà đầu tư không chuyên, họ bắt đầu mua lại vào rất nhiều con sóng số 3 này và bắt đầu giá nó tăng lên cao. Nhưng khi giá tăng đến một cái lúc nào đó thì nó cũng sẽ có một nhóm đầu tư họ chốt lời ra và tạo thành một cái con sóng điều chỉnh là sóng số 4. Và sóng số 4 cũng rơi vào khoảng từ 0.5 cho đến 0.618 Fibonacci so với sóng số 3. Lát nữa chúng ta sẽ đo trực tiếp. Và sau đó là một cái đợt đẩy lên của sóng số 5 để các nhóm đầu tư lớn họ chốt lời, các tổ chức tài chính lớn họ chốt lời theo cái chu kỳ dài. Và thường thì khi bắt đầu con sóng tăng số 5 này thì chúng ta nên so sánh với con sóng số 3. Cái độ dài của con sóng số 5 chúng ta thường phải so sánh với con sóng số 3. Đó là khi đó chúng ta phải để ý, nếu cái sóng số 3 trước đó nó quá dài rồi, thường nếu sóng số 3 mà gấp trên 2 lần con sóng số 1 trở lên thì được coi là dài, thì khả năng là con sóng số 5 nó sẽ là một con sóng ngắn. Nhưng ngược lại, nếu con sóng số 3 nó là một con sóng ngắn, có nghĩa là dưới 2 lần con sóng số 1, thì con sóng số 5 khả năng nó lại sẽ là một con sóng dài nhất trong 3 con sóng. Có nghĩa là sóng số 3 và sóng số 5 nó có một sự tương quan với nhau. Nếu sóng số 3 mà nó chưa đi được quá nhiều thì sóng số 5 khả năng sẽ tăng lên cao. Nhưng mà sóng số 3 nếu nó tăng trưởng quá dài rồi thì khả năng sóng số 5 nó sẽ ít hơn. Thì mọi người cứ cảm tưởng như là một cái dạ dày ấy. Ví dụ chúng ta ăn no quá rồi thì bây giờ ép thêm ăn cái món tráng miệng thì chúng ta chỉ ăn được một chút thôi. Nhưng mà nếu mà cái trong bữa chính chúng ta ăn ít thì bây giờ nếu bảo ăn thêm một bữa no nữa thì vẫn ăn được. Kiểu như vậy. Có nghĩa là cái lực mua trên thị trường lúc đó, nếu mà cái sóng số 3 nó vẫn ngắn, thì có nghĩa là cái lực mua trên thị trường, cái nhóm người mua đẩy giá lên họ vẫn chưa được thỏa mãn và họ vẫn tiếp tục họ mua vào để đẩy giá lên nữa. Nhưng mà nếu sóng số 3 nó đã tăng trưởng quá dài rồi thì lúc đó các nhóm đầu tư trên thị trường họ sẽ có cái tâm lý là e dè. Các nhóm đầu tư nếu mà sóng số 3 quá dài thì nhóm người mua trên thị trường sẽ có tâm lý e dè và họ không dám mua vào nhiều nữa. Thì đó là lý do khiến cái sóng số 5 nó không được quá dài nữa. Mọi người hiểu em không ạ? Thì sóng số 3 và sóng số 5 nó là cái tương quan giữa cái tâm lý trong cái nhóm đầu tư thôi. Nếu sóng số 3 đã dài rồi, sóng số 5 sẽ ngắn. Sóng số 3 mà ngắn thì sóng số 5 sẽ dài. Đơn giản thế thôi. Thì đó. Và thường khi thị trường... thì đó. Thì nguyên nhân của cái việc đó, giữa cái tương quan giữa sóng số 3 và sóng số 5, đó là do cái sự kỳ vọng của tâm lý thị trường. Sự kỳ vọng của tâm lý thị trường. Và thứ hai là do cá mập nó làm như vậy để thu hút cái dòng mới, vốn mới vào, để hút tiền từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, hút tiền từ những gà mới vào thị trường. Đó, cá mập luôn luôn làm những cái chiêu trò như vậy. Và như vậy thì sau khi hoàn thành các cái con sóng của một chu kỳ tăng, sau khi hoàn thành các con sóng của một chu kỳ tăng, thì các nhà đầu tư lớn họ bắt đầu họ chốt lại. Họ chốt lại. Và thị trường sẽ đi vào giai đoạn điều chỉnh dài hạn bằng 3 con sóng A, B và C. Và sau khi giá giảm xuống, hình thành từ cái đỉnh số 5 này, các nhà đầu tư lớn họ chốt lời, hay còn gọi là cá mập họ chốt lời ra đấy, thì bắt đầu nó hình thành con sóng A này, nó đào rất là dài. Thì có vẫn thì bản chất thị trường, mọi người cứ nhớ về cái tháng 12 và tháng 1 vừa rồi, bản chất khi thị trường nó đang mạnh như vậy, nhưng mà trên thị trường vẫn có một nhóm nhà đầu tư họ tin rằng là thị trường sẽ có thể đi lên tiếp, họ mua vào để hình thành, họ mua vào. Thì chính cái lực mua của cái nhóm người kỳ vọng này, họ bắt đầu hình thành lên được con sóng B. Nói là họ sóng tăng, sóng B. Nhưng lúc này thì cái lực mua của thị trường đã quá yếu rồi. Đến lúc đó những nhà đầu tư lớn họ chốt lời thì cái lực bán của nó rất là mạnh. Và những nhà đầu tư có kinh nghiệm họ bán nó rất là mạnh. Thì cái nhóm lực mua của cái nhóm kỳ vọng kia họ không thể quá lớn. Và cái đỉnh B này, con sóng B này nó không bao giờ nó vượt qua được cái đỉnh bán số 5 này. Thì đây nó là một cái dấu hiệu xác nhận cho cái việc là thị trường đã đi vào giai đoạn giảm giá. Và như ở đây mọi người có thể thấy một cái mô hình giá rất quen thuộc. Vai, đầu, vai. Đó chính là mô hình vai, đầu, vai. Thì đây nó báo hiệu cho một cái sự đảo chiều từ tăng thành giảm thực sự. Đây.
cứ nhìn vào cái đồ thị của Bitcoin năm vừa rồi, chúng ta cũng thấy một cái mô hình vai đầu vai đây. Vậy mà có nhiều người họ vẫn kỳ vọng là thị trường sẽ tăng tiếp. Cái đoạn này là cá mập nó đẩy lên này, nhử này đó, báo hiệu mô hình vai đầu vai từ sóng Elliott này, nó báo hiệu là thị trường sẽ đảo chiều từ tăng thành giảm. Thì đó là cái lý thuyết chung về cái sóng Elliott. Lý thuyết chung nó chỉ có như vậy thôi. Thì anh chị có thể áp dụng cho cả những cái thị trường khác như chứng khoán, cổ phiếu, như ngoại hối, thị trường vàng và thị trường giá dầu. Nhưng ở trong cryptocurrency của chúng ta thì nó có một số những điểm khác biệt nhỏ nhỏ nữa mà mình sẽ tối ưu hóa để các anh chị áp dụng vào thị trường cryptocurrency nó được rõ hơn. Thì bây giờ em sẽ review cái lý thuyết này ở trên đồ thị của Bitcoin để anh chị thấy rõ hơn về cách áp dụng của nó với thị trường tiền mã hóa. Tuy nhiên với thị trường mà nó nhiều biến động như crypto, với một thị trường mà nó biến động quá nhiều như crypto thế này, thì cái lý thuyết này nó có hiệu quả cao hơn khi chúng ta đánh giá cái xu hướng trong dài hạn và trung hạn. Mọi người nhớ đặc điểm là trong thị trường crypto, vì những cái con sóng ngắn nó biến động quá nhiều bởi cá mập làm giá, nên là cái lý thuyết này nó có hiệu quả cao hơn khi chúng ta đánh giá trong xu hướng dài hạn và trung hạn. Còn ngắn hạn thì cá mập nó bơm thổi rất là nhiều nên hiệu quả của Elliott nó sẽ kém đi. Nhưng Elliott lại là một công cụ để chúng ta đánh giá dài hạn rất tốt. Elliott là một công cụ để chúng ta xác định được cái vùng đáy là sắp tới trong cái kỳ đao trang tiếp theo chúng ta sẽ mua ở đâu. Như cái câu chuyện của chúng ta khi chúng ta học buổi 1, anh đừng chia sẻ với anh chị cách để chúng ta mua vào, chúng ta hold dài hạn. Đó là chúng ta sẽ mua vào để gom theo cá mập, đúng không ạ? Chúng ta gom hàng theo cá mập. Nhưng chẳng hạn nếu mà cái đỉnh nó là 20.000 mà nó giảm xuống 18.000, nó sideways, chẳng lẽ chúng ta lại mua giá 18.000 à? Thì nhưng mà có nghĩa là chúng ta phải có một cái gì đó để chúng ta xác nhận được cái vùng giá chúng ta có thể mua khi mà có dấu hiệu. Còn nếu mà ở trên cái vùng giá nó cao quá mà có dấu hiệu thì cái giá đấy nó cao quá chúng ta không thể mua được. Thì chúng ta xác định như Adam hồi đầu năm, Adam xác định là cái đáy của cái vùng downtrend này, nếu mà khi về đó cá mập nó gom hàng thì vùng đó thì mình có thể mua vào. Nghĩa là Adam ngay từ đầu năm được xác định là khả năng nếu cái vùng giá nó rơi vào từ 4.000 cho đến 4.900 mà nếu có xuất hiện dấu hiệu là Adam có thể mua vào được. Thì lát nữa chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta xác định được cái vùng giá đó bằng cái phương pháp Elliott này, nó khá là chuẩn xác. Kết hợp đấy là chúng ta phải kết hợp nhiều công cụ, đúng không? Trong chơi như hôm trước có anh chị nào hỏi cho Adam, nhắn tin cho Adam hỏi là cái chu kỳ sóng mà Adam nói ở trong cái buổi số 1, đó là sóng downtrend thường thường nó sẽ gấp rưỡi sóng uptrend. Thì anh chị ấy hỏi là thì có chắc chắn là giữa năm 2019 là nó sẽ uptrend không? Thì cái câu trả lời của Adam là đó là một cái con số tối thiểu để chúng ta so sánh và chúng ta phải kết hợp với những công cụ khác để chúng ta phân tích. Thì cái điều Adam muốn chia sẻ ở đây đó là trong thị trường tài chính, nó là một cái thị trường giữa con người họ giao dịch với nhau, có người mua, có người bán. Thì cái con số 1.5 đang đưa ra là dựa trên những cái thống kê trong quá khứ và dựa trên cái phân tích cái tâm lý thị trường để họ có thời gian họ ổn định lại cái tâm lý và họ lại bắt đầu cái kỳ uptrend tiếp theo. Có nghĩa là trong một thị trường tài chính không bao giờ có câu chuyện là 1+1=2, không có câu chuyện là 2+2=4, không bao giờ có câu chuyện nó chính xác như vậy cả, mà chúng ta phải kết hợp với nhiều công cụ chúng ta phân tích với nhau, đúng không ạ? Chẳng hạn hồi đầu năm tầng Adam nó xác định là cái đáy này nếu mà nó rơi về cái vùng 4.900, 4.500 thì đấy là cái vùng nó có thể gom. Thì nếu mà nó tất tay hết ở cái vùng 4.900 thì bây giờ nó lỗ rồi. Nếu mà thằng Adam nó mua và tất tay hết ở cái giá 4.900 thì bây giờ nó giảm xuống 4.000 nó lỗ rồi. Thì cái câu chuyện ở đây là gì? Là chúng ta phải kết hợp giữa cái vùng giá đó, kết hợp với cái tín hiệu gom hàng cá mập, và quan trọng hơn hết là kết hợp với cái sự phân bổ vốn. Chúng ta phải chia vốn ra. Thì đó, kết hợp nhiều công cụ lại với nhau để chúng ta mới chiến thắng trong thị trường này. Và quản trị rủi ro nữa. Đó. Ok, thì bây giờ sẽ review cái lý thuyết sóng Elliott ở trên đồ thị. Thì với thị trường này chúng ta nên dùng Elliott trong trung hạn và dài hạn thôi. Ngắn hạn thì không hiệu quả lắm đâu. Thì trước tiên em sẽ đánh giá cái tiềm năng của thị trường này trong dài hạn với chu kỳ khoảng vài năm bằng cái phương pháp sóng Elliott này, xem nó đi đến đâu nhé.
ta bật đến tuần đi chẳng hạn, bây giờ chơi đến tuần này cho nó máu. Nó chơi đến tuần. Thì chúng ta đánh giá cái tiềm năng như trong buổi 1 chúng ta nói, có nói về cái câu chuyện tiềm năng của thị trường trong tương lai. Đấy là chúng ta xét về khía cạnh kinh tế xã hội, xét về khía cạnh công nghệ, xét về cái khía cạnh áp dụng thực tế của nó. Thì chúng ta nói đấy là nói nhiều ông thì bảo nói. Cái đấy thì còn nó có thống kê hết đấy. Nếu mà ai không biết 17, 18 con người trong nhóm chúng ta biết, mọi người, tất cả mọi người đã đọc hết cái bài mà con người là chúng ta là thế hệ loài người cuối cùng trên trái đất này mà được viết trên Facebook hay chưa? Thì tất cả những cái đấy nó đều có thống kê hết đấy. Nhưng mà nhiều ông vẫn bảo cái đấy mình phải nói mồm thì ai biết được. Nhưng bây giờ chúng ta phải thử phân tích trên khía cạnh, cái đấy là chúng ta phân tích trên cái khía cạnh là phân tích thị trường, phân tích kinh tế xã hội, phân tích công nghệ, phân tích các thứ, đại loại là nhiều thứ. Nhưng mà cái đấy là nhiều ông này bảo nó nói mồm. Thì hôm nay chúng ta thử phân tích trên khía cạnh là lý thuyết và phân tích kỹ thuật xem sao, xem thị trường nó đi được đến đâu, được không ạ? Thì đánh giá cái tiềm năng của thị trường này trong cái xu hướng dài hạn với chu kỳ khoảng vài năm bằng cái phương pháp sóng Elliott này, để anh chị thấy được cái tiềm năng của nó trong khoảng vài năm tới nó sẽ đi đến đâu. Thứ nhất là cái thị trường hiện nay nó còn quá nhỏ, khẳng định như vậy. Thị trường hiện nay của chúng ta còn quá nhỏ. Cái đỉnh điểm hồi đầu năm 2018, cuối năm 2017 của chúng ta thì tổng vốn hóa thị trường nó mới rơi vào khoảng tầm đâu đó khoảng 830 tỷ đô thôi. Nó chưa nhằm nhò gì so với các cái tổ chức tài chính, so với các thị trường tài chính khác cả. 800 tỷ đô nó chỉ bằng tài sản của mấy ông tỷ phú cộng lại thôi. Nó không thể được coi là một cái thị trường. Và thứ hai là dòng tiền từ các thị trường khác nó mới bắt đầu nó chảy sang đây. Các cái tổ chức tài chính lớn nó cũng chỉ vừa mới bắt đầu nó nhảy sang cái lĩnh vực này. Nó đầu tư công nghệ, nó đầu tư nghiên cứu vào lĩnh vực này, đầu tư cái đội đầu tư các công ty tài chính để nó nhảy vào cái lĩnh vực này. Thì đây nó vẫn là một được coi năm 2017 và năm 2018 nó vẫn được coi là một cái giai đoạn còn rất sớm của thị trường crypto. Và thứ ba là khi chúng ta kể con sóng Elliott trong cái khung thời gian dài hạn ra. Bây giờ chúng ta xét đầu tiên là cái sóng Elliott này. Nhiều người bảo nếu mà kể sóng Elliott thì chúng ta kể từ đâu? Bây giờ kể dài hạn thì chúng ta sẽ kể cái đáy của nó sẽ chúng ta kể từ đâu? Thì chúng ta phải nhìn về trước đó. Trước thời điểm trước đó, từ đầu năm 2016 hất về trước thì chúng ta không tính. Đây, chúng ta bật cái trang coi market cap này. Thời điểm từ 2016 hết về trước thì chúng ta không tính. Vì cái thời điểm đó ấy, chúng ta bật cái tổng vốn hóa thị trường này. Mọi người nhìn này, từ 2016 hết về trước thì coi như chúng ta không tính đi. Từ vì cái thời điểm đó cả thị trường vốn hóa nó mới có trên chục tỷ đô này, mọi người nhìn này. Market cap của nó đâu đó khoảng tầm mười mấy tỷ đô. Ở giữa năm 2016, market cap vẫn có mười mấy tỷ đô. Cao nhất mới có 12, 13 tỷ đô, còn trước đó thậm chí chỉ có vài tỷ đô thôi. Vì tính từ thời điểm đó cả thị trường vốn hóa nó mới có trên chục tỷ đô như này, nó quá nhỏ. Và đấy chỉ là cái giai đoạn để chuẩn bị hình thành nên một cái thị trường như hiện nay. Có nghĩa là thời gian đó là những nhà đầu tư thị trường chỉ có những công ty nó đào thôi, đào coi thôi. Những nhà đầu tư đào coi nhỏ lẻ thôi. Và cái con số vài tỷ đô nó không bằng cái tiền tiêu vặt của một ông tỷ phú. Thì nó không thể được coi để chúng ta thống kê vào một cái lý thuyết dựa trên tâm lý thị trường được. Tại vì mọi người phải hiểu là tất cả các lý thuyết trên thị trường tài chính, lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliott, các công cụ phân tích kỹ thuật, ADX, DMI, RSI, MACD, Bollinger Band, bla bla các thứ, thì tất cả cái đấy nó đều phân tích dựa trên tâm lý đám đông của thị trường. Thì nếu mà thời điểm 2016 hất về trước nó chưa có đám đông thì làm sao mà chúng ta phân tích được, đúng không? Thì đó được coi là một cái giai đoạn chuẩn bị của cả thị trường để nó hình thành một thị trường như này. Thì như vậy là phần từ 2016 về trước chúng ta sẽ bỏ qua. Thế như ở đây anh chị có thể thấy là cả một cái đợt uptrend của năm 2017 như này, cả một đợt uptrend của 2017 như này, nó mới chỉ là con sóng thứ nhất của thị trường này thôi trong dài hạn. Nếu chúng mọi người nhìn câu chuyện ở đây, đúng không, nó mới chỉ là con sóng đầu tiên thôi. Bật cái nến tháng đi. Đây, chúng ta mọi người, nếu mọi người kể xong cái lốt, mọi người nhìn cái công cụ ở 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái số 6 này, mọi người ấn vào đây, mọi người chọn cái sóng Wave 5 này, 1, 2, 4, 5 này. Cả đợt uptrend 2017 của chúng ta nó mới chỉ là con sóng số 1 thôi. Trong dài hạn.
Và từ thời điểm 2018 cho đến giờ là giai đoạn điều chỉnh thì nó chính là con sóng số 2, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta còn đến ba cái nhịp sóng lớn nữa thì chúng ta mới xét những cái chuyện bong bóng, có nghĩa là chúng ta mới xét những cái chuyện đại bong bóng của thị trường. 2018 bong bóng nó cũng dã man đấy, nhưng mà chưa là gì đâu. Thị trường nó vẫn còn tăng trưởng tiếp, chúng ta còn ba con sóng nữa, 3, 4, 5, đây vẽ chay thôi nhé. 3, 4, 5 như vậy. Như vậy chúng ta còn đến 3 nhịp sóng lớn nữa thì chúng ta mới còn xét đến cái chuyện bong bóng. Chúng ta còn cái sóng số 3 ở trên này thì khả năng sóng số 3 nó sẽ cao hơn cái sóng số 1. Nên chúng ta vẽ luôn bằng cái Fibonacci, lát nữa anh sẽ nói cụ thể hơn. Để vẽ sóng số 3 này thì chúng ta sẽ dùng cái Fibonacci extension này. Mọi người kéo từ đáy lên này, lên đây này. Đến cái đáy số 2 chúng ta kéo ra. Thì sóng số 3 nó phải rơi vào từ khoảng cái đỉnh của sóng số 3, có nghĩa là cái đỉnh của kỳ uptrend tiếp theo ấy. Cái đỉnh số 3 này này, nó phải rơi từ vào khoảng 1.618 cho đến 2.618 của cái Fibonacci. Có nghĩa là cái đỉnh của Bitcoin ở kỳ uptrend tiếp theo nó phải rơi vào từ khoảng 35.000 cho đến 54.000. Đúng không ạ? 35.000 cho đến 54.000. Sau đó nó sẽ đao tiếp sóng số 4. Sóng số 4 cũng có lý thuyết cả. Giả sử sóng số 3 nó ở đây, Alan cứ cho cái mức kỳ vọng thấp nhất là sóng số 3 này sẽ rơi vào 1.618, có nghĩa là nó rơi vào 35.000 đô. Đấy là cái kỳ vọng thấp nhất nhé, còn không nó phải rơi đến 54.000 đô. Sau đó nó sẽ điều chỉnh. Để đo đáy của sóng số 4, chúng ta đo bằng Fibonacci retracement, chúng ta kéo từ đỉnh số 3 này xuống cái đáy số 2 này chẳng hạn vậy. Đây chúng ta đang đo chay nhé. Thì cái đáy số 4 này nó rơi từ 0.5, khoảng giữa 0.5 và 0.618 này. Có nghĩa nó sẽ điều chỉnh về đâu đó, chúng ta cứ cho cái mức kỳ vọng thấp nhất đi, khoảng 19.000 đi. 19.000 đến này, cứ cho 20.000 đi. Thì đáy số 4 điều chỉnh ở sóng số 3 nó rơi vào 19.000 đến 23.000 chẳng hạn vậy. Em vẽ chay, lát nữa nó sẽ có những cái để chúng ta phân tích tiếp theo nữa. Cái này nó không để chúng ta áng chừng thôi. Và đỉnh số 5. Đỉnh số 5 chúng ta lại vẽ tiếp cái đỉnh số 5 nữa. Đây là phân tích theo cái cạnh là phân tích kỹ thuật và kỳ vọng của tâm lý thị trường. Mọi người cái lý thuyết này nhé. Mọi người bảo cái con số này là cái con số lấy trong tự nhiên, lấy đâu ra cơ sở để nó đúng. Thì Alan cái câu chuyện đấy là phải khẳng định là đến bây giờ khoa học nó không chứng minh được. Nhưng mà nếu anh chị nào có thời gian rảnh tối nay sau buổi học, cứ một anh chị cứ lên review lại cái đồ thị của giá vàng, review lại cái đồ thị của giá dầu, review lại cái đồ thị của chứng khoán, xem cái chỉ số này nó có đúng hay không. Tỷ lệ đúng của nó cực kỳ cao đấy. Đó, bây giờ chúng ta đo cái thử cái đóng đây, đỉnh số 5. Đây chúng ta đang kỳ vọng mức thấp nhất nhé. Đó, thì tiếp theo, cái đỉnh của sóng số 5 này nó cũng sẽ rơi vào từ khoảng 1.618 cho đến 2.618. Có nghĩa là Bitcoin ở sóng số 5 nó sẽ rơi vào từ khoảng 73.000 cho đến 100.000 đô. Đây là chúng ta phân tích dựa trên khía cạnh phân tích kỹ thuật. Thế nên là cái khi mà Bitcoin lên đến vài trăm ngàn đô, Alan nó cũng không có gì là quá bất ngờ với cái thị trường này. Thì để chúng ta phân tích trên nhiều khía cạnh như vậy. Buổi 1 chúng ta phân tích về thị trường, phân tích về xã hội. Buổi này chúng ta phân tích về phân tích lý kỹ thuật, phân tích kỹ thuật. Thì điều gì nó có thể xảy ra cả mọi người. Ok. Thì thử đo. Chúng ta thử đo cái đây là sóng số 2. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ, thì đó là trong cái chu kỳ dài hạn khoảng nhiều năm nữa, khoảng tầm 5 năm nữa, thì các anh chị có thể yên tâm kiếm lời với thị trường này. Anh được khẳng định cái điều như vậy. Khoảng 3, 5 năm nữa anh chị vẫn kiếm lời với thị trường này bình thường. Thậm chí 10 năm nữa chúng ta vẫn có thể kiếm lời với thị trường này bình thường, chả sao cả. Thì đến khi nào mà anh chị đo ra đây, anh chị đến khi nào thị trường nhé, mà anh chị bật cái nến tháng này lên này, thị trường mà anh chị bật cái nến tháng này lên, các anh chị đo ở đây ra đủ 5 con sóng, thì lúc đấy chúng ta mới cần phải sợ hãi. Bật cái nến tháng này lên mà vẽ ra đây đủ 5 con sóng thì chúng ta mới cần phải sợ hãi. Mà sau vài năm nữa Bitcoin lên đến 50.000 hay 60.000 thì nó cũng là chuyện không có gì là quá bất ngờ, khi mà chúng ta đã nhìn câu chuyện qua sóng Elliott ở đây rồi. Bởi vì theo cái lý thuyết vừa rồi chúng ta không chắc chắn được 100%, nhưng mà chúng ta đã đo lường được phần nào.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem xét cái chu kỳ nhỏ hơn, đó là các con sóng trung hạn thì sao. Chúng ta cùng nhìn lại năm 2017 nhé. Bật lại cái đến ngày này. Năm 2017 thì chúng ta đã trải qua những cái gì? Đây là năm 2017. Từ đây lên đây là năm 2017. Thì cái điểm bắt đầu chen tăng nó rơi vào khoảng tầm này, là tầm cuối tháng 3 năm 2017 nó bắt đầu chen tăng này. Bắt đầu có chen tăng là cuối tháng 3 năm 2017. Thì chúng ta vẽ ở đây là cái chen tăng của nó, là cuối tháng 3 năm 2017. Tiếp theo tăng lên, lên đến đây, lên cái đỉnh này, là hình thành con sóng thứ nhất. Nó tăng lên trên này là khoảng tháng 6 đấy. Tiếp theo nó điều chỉnh về đây, là hình thành con sóng số 2, là điều chỉnh của cái sóng thứ nhất. Tiếp theo tăng tiếp lên đây và điều chỉnh. Tiếp theo nữa tăng tiếp lên đây. Thì cái câu chuyện của năm 2017 là cá mập nó đã phá vỡ kỹ thuật. Cá mập nó điều khiển thị trường để làm cái thị trường phá vỡ kỹ thuật. Thế nên là trong thị trường này, khi mà trong các giai đoạn sắp tới, khi mà Arden đưa ra các cái bài phân tích Arden post lên nhóm ấy, thì các anh chị sẽ luôn luôn là thấy Arden phân tích dựa trên hai khía cạnh. Bao giờ cũng thế. Phần 1 là phân tích kỹ thuật. Phần 2 là phân tích tâm lý cá mập. Bao giờ nó sẽ hai cái phần song song như vậy, chúng ta phải kết hợp hai cái chúng ta mới chiến thắng được thị trường này. Thì đáng lẽ theo lý thuyết thì con sóng số 5 nó chỉ dừng ở đâu đó quanh đây thôi. Đâu đó quanh đây thôi. Nhưng mà thực chất con sóng số 5 cá mập nó đẩy tít lên trên này. Thì cái điều này mà Arden khẳng định là đến có cái ông Satoshi Nakamoto, ông có sống lại thì ông cũng không thể tưởng tượng được là năm 2017 Bitcoin lên 20.000. Chắc chắn luôn. Không ai năm ngoái, bất kỳ một ông chuyên gia nào ở Việt Nam hay trên thế giới, hay bất kỳ một chuyên gia nào có thể dự đoán được là Bitcoin sẽ lên được giá 20.000. Không ai dự đoán được trước điều đó. Arden sẽ nói câu chuyện của năm 2017 của Arden đã như thế nào cho anh chị xem. Thì quay trở lại, thì sau khi hình thành cái đỉnh số 1 này, thì thị trường điều chỉnh theo sóng số 2 về đến đây, rồi đi tiếp lên con sóng số 3, rồi điều chỉnh sóng số 4. Sóng số 4 này khá là ngắn. Với một thị trường nó còn quá nhỏ crypto thì cá mập nó sẽ có những chiêu trò để đánh lừa thị trường. Thì khi sóng số 4 này nó đi xuống quá nhanh như vậy và nó vọt lên ngay, nó hình thành con sóng số 5 ở trên này, tít lên trên này, rất nhiều người bị đánh lừa ở cái khoảng tầm tháng 11 này. Lát nữa mình sẽ nói. Thì anh chị có thể thấy là từ đầu năm 2018 đến nay, thị trường đã hình thành rất nhiều sóng giảm. Có nghĩa là câu chuyện cá mập trong thị trường này, giai đoạn uptrend chúng ta vẽ ra được. Nhưng mà nếu trong trung hạn, nếu mà thị trường này dùng dài hạn khá tốt, nhưng mà trung hạn đôi khi với giai đoạn downtrend nó có hàng chục con sóng. Anh chị nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hàng chục con sóng ở đây, không biết đếm bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta dùng cái câu chuyện này để chúng ta chốt lời này. Tiếp theo này, anh chị đợi anh một chút, có một chút. Alo, xin lỗi em có điện thoại chút. Ok, thì đó, đây là năm con sóng của năm 2017. Đáng lẽ theo lý thuyết sóng năm nó chỉ dừng ở đây thôi. Đáng lẽ theo lý thuyết sóng năm chỉ dừng ở đây thôi, nhưng mà cá mập nó làm cho quả không ai tưởng tượng được. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần là em sẽ nói về đặc điểm của thị trường ở từng giai đoạn sóng này. Có nghĩa là anh chị sẽ quan sát cái tâm lý thị trường ấy. Anh chị quan sát tâm lý đám đông và anh chị phán đoán xem là
phán vào thêm cả quan sát cả tâm lý cá mập nữa, chiêu trò cá mập nữa, chúng ta biết là đặc điểm của thị trường ở từng giai đoạn sóng này nó xảy ra như thế nào. Nó sẽ từng cái giai đoạn sóng này, sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 này, từng cái con sóng này nó thị trường nó sẽ có những cái đặc điểm như thế nào để chúng ta quan sát và nhận biết. Thì đầu tiên ở đây chúng ta có cái con sóng số 1. Chúng ta có con sóng số 1. Thì cái con sóng số 1 này là cái con sóng đầu tiên, con sóng tăng đầu tiên trong 5 con sóng. Thì nó sẽ có cái đặc điểm là cái điểm xuất phát của nó là từ khi thị trường đã downtrend và sideways tích lũy một thời gian. Nên khi mà cái con sóng 1 này nó xảy ra, nó tăng lên ấy, thì nó cứ lừ nó tăng lên thôi. Và khi con sóng 1 nó xảy ra này thì rất ít người nhận biết được nó ngay từ đầu. Nghĩa là nói thẳng luôn là chúng ta rất khó để nhận biết ra là con sóng 1 này ngay từ đầu. Bởi vì khi thị trường nó tăng lên như vậy, chúng ta không biết là sóng 1 nó là sóng tăng thực sự hay là sóng giảm thực sự, hay là sóng điều chỉnh của sóng giảm. Thì cái ngày hôm qua chúng ta khi nghiên cứu về lý thuyết Dow, chúng ta có thể sử dụng cái câu chuyện volume để chúng ta đoán được phần nào xem đó là sóng tăng thực sự hay là sóng giảm. Nó nhìn vào cái volume thị trường. Đó, thì mọi người khi cái con sóng 1 này nó xảy ra thì thường mọi người chỉ tưởng rằng thì cái con sóng 1 này họ chỉ tưởng rằng nó là một con sóng điều chỉnh để nó tiếp tục nó giảm xuống. Nhưng mà khi đó ở cái giai đoạn sóng 1 này nó xảy ra này thì cá mập nó lại bơm ra thị trường những cái tin tức, chủ yếu vẫn là những cái thông tin rất là tiêu cực về thị trường. Giai đoạn sóng 1 này xảy ra, cá mập bơm ra rất nhiều tin tiêu cực về thị trường. Nhưng mà giá thì nó cứ lừ lừ đi lên. Ở cái giai đoạn thị trường của sóng 1 này, anh chị sẽ thấy một cái điểm là tin xấu bơm ra thì cực kỳ nhiều. Mà hàng ngày có như rất nhiều tin xấu, nhưng mà giá này nó cứ lừ 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 nó đi lên. Bởi vì tin xấu là do cá mập bơm ra để không muốn người khác mua vào. Mà sóng 1 nó hình thành từ đó. Chủ yếu nó vẫn là những cái thông tin và những cái tin tức tiêu cực. Nhưng mà thị trường thì cứ tăng dần lên với cái volume giao dịch nó bắt đầu nó tăng dần lên. Anh chị nhìn câu chuyện này. Giai đoạn đầu thì nó chưa tăng nhiều. Giai đoạn đầu của sóng 1 nó chưa tăng nhiều, nhưng đây này, bắt đầu nó tăng dần này, sóng 1 này. Cái volume giao dịch của sóng 1 bắt đầu tăng dần lên. Và như cái đợt năm ngoái thì chúng ta nhìn rõ trên đồ thị này là như vậy. Và khối lượng nó thường tăng. Sóng 1 này cái đồ thị khối lượng của sóng 1 nó thường tăng, nhưng mà tăng ít. Tại vì lúc đó ấy, thì cái khối lượng này chủ yếu là do cá mập nó đẩy. Và lúc đó thị trường chủ yếu khối lượng do cá mập nó đẩy và chưa có cái volume FOMO của thị trường. Chủ yếu do cá mập nó đẩy và chưa có volume FOMO của thị trường nên là volume nó có tăng nhưng mà tăng không nhiều. Đó. Thì chỉ khi nào mà những cái con sóng như vừa đây chúng ta nói là chỉ khi nào con sóng số 3, sóng số 5 này hình thành thì thị trường lúc đó mới thực sự nhận ra nó đang uptrend. Còn sóng số 1 này thì rất ít người nhận ra là nó là sóng uptrend. Đấy, chúng ta tổng kết lại đặc điểm là hình thành sau một quá trình tích lũy dài hạn này. Tin xấu thì cứ bơm ra nhưng mà giá từ từ tăng lên và volume cũng tăng dần lên theo nhưng mà tăng ít. Đó là đặc điểm của sóng 1. Và tiếp theo, khi sóng 1 lên cái đỉnh của nó thì bắt đầu một số nhóm người chốt lời ra thì nó hình thành con sóng số 2, được gọi là sóng điều chỉnh của sóng 1. Nó có một đặc điểm là đáy của sóng số 2 sẽ không bao giờ về được cái đáy số 0 này. Đáy sóng số 2 bao giờ cũng phải cao hơn cái đáy số 0 này. Và lúc đó thì cái tin tức trên thị trường vẫn chưa thực sự tốt. Ở giai đoạn sóng số 2 này, khi thị trường giảm xuống, những tin tức thậm chí nó còn xấu hơn giai đoạn sóng số 1. Cá mập nó bơm ra để cho nhiều người bán, để cho mọi người không dám mua vào. Thì tin sức trên thị trường ở sóng số 2 này vẫn chưa thực sự tốt. Và khối lượng giao dịch của sóng số 2 sẽ bị giảm đi so với khối lượng giao dịch của sóng số 1. Tại vì câu chuyện về volume ngày hôm qua chúng ta học về lý thuyết Dow, mọi người biết một câu là sóng điều chỉnh thì volume giao dịch luôn luôn giảm hơn so với sóng chính. Nên cái sóng số 2 này volume giao dịch bao giờ nó cũng giảm hơn so với sóng 1. Và đặc điểm nữa là khi chúng ta đo cái Fibonacci thì để đo được khi mà hình thành sóng 1 này, giá nó đi từ cái đáy số 0 này lên cái đỉnh số 1 và bắt đầu nó quay đầu, thì để biết là cái đáy số 2 nó đi về đâu thì chúng ta sẽ dùng công cụ là Fibonacci retracement ở đây. Có nghĩa là Fibonacci bước lùi đấy.
mọi người kéo cho em từ cái đỉnh số 1 này về cái đáy số 0, thì chúng ta sẽ căn được là cái đáy số 2 này nó sẽ rơi vào từ khoảng, theo lý thuyết thì là trên 0,5, nhưng cá mập nó giật cho hai cây nến như này để đánh lừa thị trường. Theo lý thuyết, nếu mọi người ai trong nhóm có đánh forex thì trong thị trường này thì em, trong thị trường crypto, tại vì nó có cá mập, nó có điều phối giá, nên cái khoảng giá, cái khoảng đáy của đáy số 2 nó sẽ rơi vào từ khoảng 0.382 cho đến 0.618. Cái vùng đáy của đáy số 2 này nó sẽ rơi vào 0.382 cho đến 0.618. Như mọi người thấy này, năm ngoái này đáy số 2 này nó rơi vào khoảng giữa 0.382 đến 0.5 này. Nhưng mà theo lý thuyết ở trong các thị trường khác như chứng khoán, như forex ngoại hối, nếu trong nhóm mình ai có đánh forex thì mọi người phải nên nhớ cho em là cái đáy số 2 này ấy, khi chúng ta đo thì cái con sóng điều chỉnh này thường thường bao giờ nó cũng phải trên mức 0.5. Trên mức 0.5. Nếu mà cái sóng điều chỉnh này mà đáy của nó xuống dưới 0.5, có nghĩa là cái lực bán đã mạnh hơn lực mua, và lúc đó cái con sóng tăng này nó sẽ không được quá mạnh và nó khó vượt qua được cái đỉnh số 1 này. Nhưng mọi người thấy câu chuyện là trong thị trường crypto này, cá mập nó có thể làm mọi thứ. Nó xuống giật giật, nó đến 0.618 rồi, tưởng nó quay đầu lên rồi, nó giật cho phát cây nến như ở đây. Nó giật xuống dưới gần gần chỗ 0.382 luôn. Thì nhiều người tưởng là đó lại là cái gióng, mọi người khi mà nó xuống dưới 0.5 này là thời điểm đó là bản thân em và nhiều người tưởng nó xuống rồi, ai ngờ nó lại vọt lên. Thì khi nó vọt lên như này thì chúng ta phải mua vào. Có tín hiệu chúng ta phải mua vào. Thì trong thị trường crypto, lý thuyết của sóng Elliott thì cái đáy của sóng điều chỉnh nó sẽ rơi vào từ 0.382 cho đến 0.618, chứ không phải là 0.5 như các thị trường khác, mà là khoảng nó sẽ rộng hơn, 0.382 cho 0.618. Thì chúng ta sẽ chia vốn ra để chúng ta mua vào nhiều mức, nó sẽ tốt hơn nếu mà chúng ta chơi. Như ở đây mọi người có thể chia mức vốn chơi của chúng ta ra là 3 phần. Một phần mọi người chia ở 0.618, một phần chia ở 0.5 và một phần chia ở 0.382. Thì đó là phương án an toàn nhất. Đó. Thì tiếp theo, đặc điểm của giai đoạn sóng 2 này là tin tức thị trường vẫn còn rất là mông lung và nó không tốt. Và Fibonacci thì lý thuyết là như vậy, mọi người nhớ rồi nhé. Và volume là giảm hơn so với giai đoạn sóng 1 này. Fibonacci là từ 0.382 cho đến 0.618 này. Đó là ba đặc điểm của cái sóng 2 này. Và tiếp theo nữa, khi mà cá mập nó tiếp tục nó đẩy lên thì nó hình thành con sóng 3, là một con sóng tăng. Thì thông thường với các thị trường tài chính khác ấy, chứng khoán, forex, thì cái con sóng 3 này nó sẽ là một con sóng tăng mạnh nhất trong cả giai đoạn tăng giá. Thường thường là như vậy, trong cả giai đoạn tăng giá. Nhưng với thị trường crypto này, vốn hóa nó do cá mập điều khiển thì nó sẽ có sai số. Nên năm ngoái thì cái con sóng 5 nó mới là cái con sóng tăng mạnh nhất, cái con sóng cuối năm ấy. Những đặc điểm của cái sóng 3 này là cái giai đoạn mà thị trường bắt đầu cá mập nó bơm thêm nhiều tin tích cực. Cá mập nó bơm thêm rất nhiều tin tích cực ở cái giai đoạn này. Và cái volume của sóng 3 thì nó tăng, theo lý thuyết về cái thị trường này thì nó tăng khá là mạnh. Và anh chị sẽ kéo Fibo của cái đáy sóng 1 này, của cái sóng 1 này, để chúng ta đo xem là sóng 3 sẽ đi đến đâu. Chẳng hạn cái thời điểm năm ngoái khi mà mình thấy là giá nó tăng từ đây lên đến sóng 1, chúng ta đo và nó quay đầu giảm xuống, thì chúng ta đo xem cái đáy số 2 nằm ở đâu. Thì đo được đáy số 2 rồi, khi đáy số 2 hình thành rồi bắt đầu tăng giá đi lên vượt qua cái đỉnh số 1 này, thì chúng ta sẽ dùng tiếp Fibonacci mở rộng, có nghĩa là Fibonacci extension, để chúng ta đo được, căn được cái quả là sóng 3 nó sẽ ở vùng nào. Thì chúng ta sẽ dùng công cụ này, Fibonacci extension, có nghĩa là cái trend based Fibonacci extension đây. Mọi người kéo cho em từ cái đáy 0 này lên đến cái đỉnh số 1 2 lần, kéo tiếp về đáy số 2 này 3 lần. Đó. Thì cái đỉnh số 3 này thường thường nó sẽ nằm vào từ khoảng 1.618 cho đến 2.618. Nếu mạnh thì sẽ lên đến 2.618. Có nghĩa là cái sóng số 3 năm ngoái nó rơi vào cái vùng suýt soát
1.618 này, chứ sang 1.618 này. Thế nên là cái câu chuyện Alan nói lúc nãy, đó là trong thị trường tài chính không có cái gì được gọi là 1 cộng 1 bằng 2 cả, không có cái gì được gọi là 2 cộng 2 bằng 4 cả. Nên là Alan, nếu mà trong nhóm Alan sẽ, anh chị sẽ thường xuyên thấy Alan khuyên là đến cái vùng cản này thì chốt trước nó một vài giá đi. Có nghĩa là đừng đợi, ví dụ cái vùng cản nó là cái vùng số 10 thì khi giá lên đến 8 là mình nên chốt đi, chứ đợi đến vùng 10 chúng nó chốt hết thì lúc đó mình chốt không kịp. Đó, kiểu như vậy. Chúng ta luôn luôn phải phòng trừ mọi trường hợp. Thì đó, chúng ta đo vào cái vùng này thì theo lý thuyết nó sẽ rơi vào từ 1.618 cho đến 2.618. Là chúng ta kéo như Fibonacci như vậy. Đó. Và tiếp theo là cái giai đoạn sóng số 4, là cái sóng điều chỉnh của sóng số 3. Thì các anh chị kéo Fibo, lại kéo Fibo lúc này để, có nghĩa là để đo sóng chính thì chúng ta dùng Fibo extension, còn để đo sóng điều chỉnh thì chúng ta dùng Fibonacci retracement. Anh chị nhớ cái câu, nhớ cái đó. Thì để đo cái sóng 4 này thì chúng ta lại dùng retracement. Chúng ta kéo từ đỉnh số 3 này về đáy số 2. Đó, kéo ra đây. Thì chúng ta đo được là đáy số 4 nó sẽ rơi vào từ khoảng 0.382 cho đến 0.618. Đấy, như cái đáy số 4 năm ngoái nó rơi vào đây, đúng 0.382 luôn. Đúng 0.382 luôn. Và đây, đặc điểm của giai đoạn sóng số 4 ấy, nó sẽ là cái giai đoạn mà cá mập nó sẽ tung ra một số tin khá là xấu để cho nhà đầu tư họ lo ngại và bán ra. Và khi nhà đầu tư bán ra thì nó sẽ bơm lên để bắt đầu sóng 5, khiến cho những người bán ra họ mất cơ hội. Và cuối cùng là con sóng số 5. Cuối cùng là con sóng số 5. Nó sẽ rơi vào cái con sóng, sóng số 5 nó là cái con sóng tăng cuối cùng của thị trường. Lúc đó thì cái sóng số 5 này thì cái tin tức tốt nó tràn ngập thị trường. Như anh chị nhớ lại hồi tháng 12 năm ngoái, tin tức tràn lan thị trường, toàn tin tốt thôi, toàn tin tích cực thôi. Toàn tin tích cực thôi. Và hàng loạt nhà đầu tư mới thường lao vào con sóng số 5 này. Và khối lượng giao dịch nó lên cực kỳ cao ở cái sóng số 5 này. Khối lượng giao dịch lên rất cao. Thì đây là cái giai đoạn mà trong thị trường crypto, cá mập nó thường dùng để lùa cá mới đấy. Như cái câu chuyện kinh doanh của cá mập ngày hôm qua có nói với mọi người là nó lùa cá mới vào để nó làm thịt trong thị trường này. Và năm ngoái mọi người cứ thấy nó tăng mạnh quá là cứ phi vào giai đoạn sóng 5 này thôi. Vì tin tốt nó tràn lan. Thấy ông hàng xóm ông giàu quá, ông mới mua cái xe ô tô mới thôi. Ông mới mua cái chung cư mới thôi, là thế là cứ lao vào sóng 5 này mà không có tí kiến thức nào. Thế là cứ tin tốt nó tràn lan như vậy rồi thấy lòng tham nổi lên là cứ phi vào tràn lan ở cái giai đoạn này. Vì ai cũng tin là nó sẽ tiếp tục tăng mạnh lên 25-30 ngàn. Nhưng mà nếu anh chị biết cái câu chuyện về sóng Elliott này, anh chị vẽ ra đây, thị trường nó lên con sóng số 5 rồi, thì mình cần phải đề phòng giai đoạn này. Khi thị trường nó đã ở trong sóng số 5 thì chúng ta cần phải đề phòng giai đoạn này. Bởi vì lúc đó ấy, thì sóng số 5 chúng ta phải đề phòng, bởi vì cá mập nó có thể chốt lời bất cứ lúc nào. Cá mập nó có thể chốt lời bất cứ lúc nào. Ok, mọi người đợi em chút nha, em có điện thoại chứ. Một chút. Alo. Alo. Okay.
Đây, chị Vi Trần Nguyễn hỏi là tại sao sóng số 5 không phải là đỉnh chỗ gần 8K? Chính xác, theo lý thuyết thì nó phải ở đây cơ. Nhưng cả cái đoạn này này, cả cái đoạn này là thằng cá mập nó chơi mình này. Thế nên là như vừa nãy Alan bảo đấy, trong các bài phân tích sắp tới của Alan, trong các bài phân tích của thị trường, trong các bài phân tích thị trường của Alan thì luôn luôn có hai phần. Phần 1 là phân tích kỹ thuật, phần 2 là phân tích cá mập. Cái đấy, hai cái đấy nó phải kết hợp với nhau. Thì cái phân tích cá mập thì để nói lý thuyết thì chúng ta không thể nói lý thuyết được. Đây chúng ta phải dựa vào phân phán đoán bản thân. Thì cái đấy thì dần dần anh đừng qua các bài phân tích thì mọi người sẽ học được cái đó. Chứ còn để nói lý thuyết thì không biết nói nào. Thế là lát nữa anh đừng sẽ kể câu chuyện của mọi người ở cái thời điểm này năm ngoái này. Anh đừng kể câu chuyện của mọi người ở thời điểm năm ngoái này để mọi người thấy cái câu chuyện năm ngoái. Anh đừng dựa theo cá mập như thế nào để mọi người học theo. Đó. Ok, đúng là theo như chị Vi Chuẩn Nghĩa nói là đáng lẽ là cái đỉnh số 5 nó phải nằm ở đây, nhưng mà cá mập nó chơi lên đây, thì lát nữa chúng ta phải làm thế nào để đi theo nó. Thì An Đừng sẽ kể câu chuyện của An Đừng năm ngoái. Thì mọi người cứ cái đỉnh số 5 này năm ngoái là rất nhiều người phi vào và chết ở đây, đu đỉnh ở trên này. Thì nếu mọi người biết cái câu chuyện sóng Elliot này, ngày hôm nay mọi người ở đây mọi người học cái câu chuyện về sóng Elliot rồi, thì khi vẽ được năm con sóng này thì chúng ta phải cẩn thận rồi. Đang là nằm ở sóng số 5 là cá mập nó chốt bất cứ lúc nào, chúng ta phải cẩn thận rồi, chứ không FOMO lao vào giai đoạn đấy nữa. Đó là những người mà họ chưa kiến thức. Và thời điểm năm ngoái giữa tháng 12 khi thị trường nó tăng mạnh quá như vậy, cái con sóng số 5 như vậy thì nó đi được 4 nhịp, và lúc đó đang ở sóng số 5 rồi, nó lên quá mạnh trên này rồi, thì em biết là nó gần về cái đoạn cuối chu kỳ tăng rồi. Mà lúc đó sử dụng cái công cụ ADX kết hợp với DMI ấy, nhìn cái đồ thị nó nguy hiểm quá rồi. Lúc đó nó rơi vào cái trường hợp là rủi ro cao hơn lợi nhuận cực kỳ nhiều. Rủi ro vượt quá lợi nhuận để chúng ta phải cẩn thận rồi. Thì lúc đó em biết nó gần về cuối cái giai đoạn chu kỳ tăng của nó. Thì em phải luôn luôn đặt stop loss trực tiếp ra đô ở cái giai đoạn này. Và lúc đó em rất hạn chế chơi những cái đồng altcoin, Bitcoin. Mà em chỉ chơi cái đồng nào mà có đô để em stop loss trực tiếp ra đô nếu thị trường nó down. Tại vì nhiều lúc mình ngủ ấy, cá mập nó down mình chả biết. Thì luôn 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 mình phải stop loss như vậy. Và đúng là cuối tháng 12 chúng ta mạnh thật. Và thông thường cái độ dài con sóng số 5 này ấy, thì chúng ta lại đo bằng cái Fibonacci extension vừa nãy thôi. Chúng ta đo như này này, theo lý thuyết ấy. Ta đo bằng cái Fibonacci mở rộng này, extension này, kéo từ đáy số 2 lên. Lên đỉnh số 3, kéo về đáy số 4. Đó. Thì cái sóng số 5, cái sóng số 5 nó sẽ rơi vào từ khoảng cái đỉnh đỉnh của sóng số 5 nó sẽ rơi vào từ khoảng 1.618 cho đến 2.618, đúng không? 1.618 trên 2.618 có nghĩa là cái thời điểm giữa năm ngoái, cái thời điểm mà tầm tầm này này, cái thời điểm mà tầm tháng 8, tháng 9 ấy, thì em đo bằng sóng Elliott này, em đo bằng Fibonacci này, thì em dự đoán lúc đó là em nghĩ là chắc về cuối năm thì nếu mà sóng số 5 thì nó tăng lên, chắc nó lên được khoảng, tại vì lúc đó em đo là cái như vừa nãy chúng ta đo đây, em đo lại luôn nhé. Đây là cái Fibonacci của chúng ta là cái sóng số 5 này, chúng ta đo lại cái chúng ta đo lại cái chiều dài sóng số 3. Ta kéo từ đáy 1 lên đỉnh số 1, số 2. Thì đấy, năm ngoái em đo ra như thế này. Có nghĩa là lúc đó em thấy là cái sóng số 3 này chúng ta đo Fibonacci nó mới chỉ rơi vào khoảng 1.618 so với sóng số 1 thôi. Thì nếu nó rơi vào từ khoảng 1.618 có nghĩa là dưới dưới 2 lần sóng số 1, thì theo lý thuyết cái sóng số 3 này được coi là ngắn. Nó mới rơi vào 1.618 thì theo lý thuyết cái sóng số 3 này được coi là ngắn. Thì lúc đó khi nó hình thành xong cái đóng đáy số 4 ấy, bắt đầu nó tăng lên ấy, thì em dự đoán là cái sóng số 5 này, tại vì theo lý thuyết chúng ta nếu mà sóng số 3 nó ngắn thì khả năng sóng số 5 sẽ là cái sóng dài. Khả năng sóng số 5 sẽ là cái sóng dài.
Thì lúc đó em cũng mạnh dạn là em dự đoán là sóng số 5 nó sẽ rơi vào khoảng 2.618. Có nghĩa là năm ngoái thì cái thời điểm tầm tháng 8, tháng 9, tầm tháng 9, tháng 10 này, em dự đoán là khả năng cuối năm nó lên được 2.618, có nghĩa là cùng lắm ấy, maximum là nó rơi lên được khoảng 11.500. Đấy là em dự đoán như vậy. Ai ngờ nó cho phát quả 20.000 trên này. Không ai tưởng tượng được, năm ngoái em đảm bảo không nào tưởng tượng được là nó lên được 20.000. Bản thân em lúc đó em lạc quan lắm, em nghĩ chắc Bitcoin năm nay vì cái sóng số 3 này nó ngắn nên em dự đoán được là cái sóng số 5 nó sẽ lên được khoảng tầm 2.618, có nghĩa là rơi khoảng 11.500 ở đây. Chứ không ai nghĩ nó lên được 20.000. Nhưng mà cái vấn đề nó lên đoạn này, dã man nó là cái đoạn này. Giá mập nó chưa đều. Có nghĩa mọi người nhìn cái câu chuyện đây. Cái bài học, cái câu chuyện năm ngoái của em là như này. Có nghĩa là khi nó tăng lên, chứ hình thành sóng số 4 xong bắt đầu tăng lên, nó vượt qua cái đỉnh số 3 này nhé, hình thành qua sóng số 5 như này. Thì đúng nó rơi vào đúng cái vùng ngấp nghé, cái vùng 1.618 như đây. Đúng cái vùng ngấp nghé 1.618 đây, nó xả ra một phát như này. 4 ngày đao liên tiếp như này. 4 ngày đao liên tiếp như này. Thì cá mập nó tăng từ này lên, đúng cái vùng ngấp nghé này, đúng cái vùng lý thuyết của chúng ta thì thì cá mập nó xả một lần, nó cho năm giá một lần. Thì lúc đó khi mà hình thành cái tín hiệu bán ở đây này, em bán ngay lập tức. Tại vì theo lý thuyết đến vùng 1.618 này là cái vùng nó có thể hình thành đỉnh rồi. Thì lúc đó theo lý thuyết là em phải chốt ngay lập tức. Tại vì lúc đó nó có tín hiệu bán xả như này. Thì khi cây nến ngày đầu tiên nó đóng phát là em chốt ngay lập tức, tại vì có tín hiệu bán. Volume bán tăng là em chốt ngay lập tức. Ai ngờ lúc đó này nó giảm được 4 ngày rồi bắt đầu nó tăng mạnh lên. Thì lúc đó em lúc đó nó tăng mạnh như này mình cũng giật mình, nhưng mà em chưa dám mua tại vì nó chưa có cái tín hiệu rõ ràng. Nhưng đến cái hôm mà nó vượt qua được cái đỉnh này, cái cây nến ngày 16 tháng 10 này, cái cây nến ngày 16 tháng 11 này, khi mà nó đóng nến nó phá qua được cái đỉnh cao 7.800 này, có nghĩa là cái đỉnh trước đó ở đây nó đã bị phá rồi, mà nó đóng nến trên cái đó, thì khả năng lúc đó em phân tích cá mập, thì mấy trong những cái bài phân tích của em thì mọi người sẽ thấy là cái cách phân tích tâm lý cá mập của mình như thế nào, thì khả năng nó chơi mình, nó giật lên, tại vì lúc đó cái dòng tiền từ landing đổ vào nó vẫn rất là nhiều, ICO đổ vào rất là nhiều, thị trường có thể tăng trưởng tiếp. Thì khi mà có tín hiệu nó vượt qua, nó phá vỡ cái đỉnh này, cái câu chuyện lý thuyết đao mà hôm qua chúng ta học rồi, đó là cái xu thế cấp 1 sẽ được tiếp diễn khi mà đường giá phá qua cái đỉnh trước đó của nó. Thì nếu mà nó, cái đoạn này khi nó giảm từ đây, nó giảm đây, đóng đến ngày thứ nhất có tín hiệu bán, em bán ngay, và nó giảm xuống đây, cái đoạn dưới này em không ra mua đâu, em phải chờ chắc chắn, lúc đó em phải chờ chắc chắn bao giờ nó vượt qua cái đỉnh này em mới mua, vượt qua cái đỉnh 7.800 em mới mua, là mua vàng hỏi tăng tiếp đến dã man một phát nữa này, nó chơi cho mình hai quả lại lên đến cái vùng 2.618 này là mình cũng run run rồi. Tại cái sóng năm ấy, cái sóng năm nó lên đến cái vùng 2.618 này là em cũng run run rồi. Thì đúng đến lúc đấy nó lại xả cho phát nữa, cá mập nó lại xả cho phát nữa cái cây ngày hôm đấy, xong đây xả như này thì em cũng phải cắt lỗ, em bán ra ngay. Lúc em cắt lỗ theo nguyên tắc, nếu là một trader chuyên nghiệp thì cứ có tín hiệu bán là mọi người phải cắt lỗ, tại vì chúng ta không thể chắc chắn được 100% đấy là cá mập nó lừa hay là đao thật. Cứ theo nguyên tắc có tín hiệu cắt lỗ là phải cắt lỗ. Thì lúc đó cứ đến cái vùng 2.618 này em run run rồi, thế nó xả cho phát cái cây nến đỏ như này, nó hình thành cây nến doji ngày hôm đó, nhưng mà có tín hiệu cắt lỗ em cắt lỗ ngay và tiếp tục lại vài hôm sau lại ngồi theo dõi thị trường, nó lại tăng liên tiếp như cái trường hợp bên dưới này, có nghĩa là hai phát như thế, phát dưới này một phát, phát trên này một phát. Và mấy ngày hôm sau khi mà cây nến ngày nó đóng cửa, nó đóng nến vượt qua cái đỉnh này là em lại mua vào. Có nghĩa là cá mập nó biết kỹ thuật, nó có đội phân tích kỹ thuật của nó và nó phân tích tâm lý thị trường rất giỏi. Nó lợi dụng những cái điểm nhạy cảm trên phân tích kỹ thuật này để điều khiển thị trường này. Và chúng ta phải theo sát nó. Chúng ta vẫn phải có nguyên tắc, vẫn có kỷ luật của chúng ta. Cái gì phần nào phải cắt lỗ là phải cắt. Phần nào có tín hiệu thì cứ mua. Kết hợp với phân tích tâm lý cá mập thì khi nó vượt qua, nó đóng nến, đến ngày đóng nến trên cái này là em mua vào. Đấy. Tiếp theo nó lên đây phát lại một vùng kỹ thuật nữa, 4.236 là cái vùng rất hiếm khi nó có thể lên. Cái nếu mà chúng ta đo sóng kiểu này, sóng Fibonacci ấy, 4.236 là một cái vùng rất hiếm khi nó có thể lên, nhưng mà đến đây nó lại cho phát nữa như vậy.
lại cho phát nữa như vậy, và em lại dính một khoản nữa, có nghĩa là ba lần năm ngoái em nhận, một lần, hai lần và ba lần em dính, nó xả cắt lỗ, xong nó vượt đỉnh lại mua tiếp. Và đoạn này năm ngoái em chốt vùng đâu đó khoảng khoảng tầm này, khoảng tầm gần 18.000, chứ em không bán được cái đỉnh 17.000, 19.700 như này đâu, mà em bán đâu đó khoảng tầm trên dưới 18.000 này, không nhớ rõ lắm, đại loại như vậy. Thì đó, đó là câu chuyện mà chúng ta phải luôn luôn phân tích, kết hợp phân tích tâm lý cá mập và kết hợp phân tích kỹ thuật thì nó mới ra vấn đề được. Chứ còn áp dụng hoàn toàn kỹ thuật ở trong trường hợp này thì chúng ta chỉ ăn non thôi, ăn non đây này. Nếu mà theo lý thuyết thì thằng đỉnh số 5 nó chỉ rơi đâu đó khoảng tầm 8.200 maximum đến tầm khoảng 11.500 thôi này. Thì đó là cái đặc điểm đó. Đấy, thông thường độ dài con sóng số 5 này nếu mà theo lý thuyết thì chúng ta cũng kéo từ cái sóng số 3 mà ra thì nó sẽ rơi vào từ 1.618 cho đến 2.236, à 2.618, 1.618 cho đến 2.618 của cái Fibonacci. Và năm ngoái thì như vậy chúng ta em rơi vào cái trường hợp như vậy, nhưng mà chúng ta phải nương theo cá mập, mà không ai tưởng tượng được là cá mập có đẩy lên tận 20.000 như vậy. Thì đó, nó chơi một quả go to the moon như vậy. Anh Phương Bắc có câu hỏi gì đây? Theo thị trường crypto này thì sóng 3 bằng 2 lần sóng 1. Sóng 5 vẫn có thể bằng 2 lần sóng 3 đúng không ạ? Đúng, cái trong thị trường này thì hoàn toàn có thể. Trong thị trường này thì hoàn toàn có thể, chúng ta phải phân tích tâm lý cá mập nữa để chúng ta cùng nhau. Thế nên là Anden sẽ phải đi cùng với mọi người dài dài, chúng ta cùng nhau chúng ta phân tích thì nó mới ra vấn đề được để mọi người hiểu được. Anh Minh Chí, không tính thế được, đỉnh sóng chính sẽ nằm khoảng 1.618 đến 2.618. Anh Minh Chí cứ nói ý kiến đi để em giải đáp. Anden chưa hỏi câu hỏi, chưa hiểu câu hỏi của anh Minh Chí lắm. Đỉnh sóng chính sẽ nằm trong khoảng 1.618 đến 2.618, đúng. Nhưng mà không tính thế được là sao? Anh Chí nói rõ hơn để giải đáp cho mọi người cùng hiểu luôn. Đáy sóng phụ, đáy sóng điều chỉnh là nằm ở giữa 0.382 cho đến 0.618, chính xác. Nhưng mọi người phải nhớ nhá, nhớ hai cái này khác nhau này. Mọi người nhớ hai này khác nhau cho nên này. Để đo cái đáy của sóng điều chỉnh thì chúng ta dùng Fibonacci retracement. Chúng ta kéo từ đỉnh sóng chính về cái đáy trước đó. Đúng không ạ? Chúng ta kéo từ đỉnh sóng chính về đáy trước đó thì nó sẽ ra cái đáy này. Còn thường nếu mà đo cái xu thế sóng chính thì chúng ta sẽ kéo bằng Fibonacci mở rộng, là cái Change Base Fibonacci Extension này. Chúng ta kéo từ cái đáy này lên cái đỉnh này rồi về đáy này thì nó sẽ ra. Đó. Đúng rồi, anh Minh Chí thường vẫn theo lý thuyết là vậy. Nhưng mà không hiểu ý của anh Minh Chí lắm nhỉ. Không tính thế được là sao? Cái này ý, mọi người dùng để bắt kèo. Cái Fibonacci này mọi người dùng để bắt kèo. À rồi rồi, ok, hỏi hiểu rồi. Hiểu rồi, chính xác. Ok. Rồi. Trong thị trường downtrend ấy, trong thị trường này, thị trường crypto thì em thấy là cái giai đoạn tăng giá thì cá mập nó cho đúng kỹ thuật rất tốt. Nhưng mọi người nhìn này, câu chuyện ở đây của chúng ta này. Câu chuyện ở đây của chúng ta này. Rất nhiều, nếu mà so với con sóng này chúng ta rất nhiều sóng down, không thể vẽ ra ABC đây được. Mà chúng ta sẽ phải nương vào từng con sóng chúng ta tính ra. Và có thêm một cái lý thuyết nữa nhé. Có thêm một cái lý thuyết nữa.
Chị Vision Nguyễn hỏi trong Forex có cá mập không? Forex thì không có cá mập. Ở Forex nó là một cái thị trường quá lớn. Nó cũng có tác động bởi các tin tức từ những cái quốc gia lớn, như là ví dụ Mỹ Trung đánh nhau thì nó có tác động, nhưng mà nó ít những cái trường hợp như vậy lắm, nên không phải lo. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nói câu chuyện là thời điểm năm ngoái, thời điểm đầu năm, tại sao Andon dự đoán được là cái vùng giá mà chúng ta có thể mua là nó rơi vào khoảng tầm trên 4.000, à tầm quanh quanh 4.000. Vùng giá Andon có thể mua là vùng quanh quanh 4.000. Có nghĩa là theo lý thuyết ấy, thì theo lý thuyết của chúng ta thì giai đoạn, ví dụ chúng ta vẽ được cái mùa uptrend năm ngoái là năm uptrend 2017 nhé, đáy số 0 này hình thành đỉnh số 1 này, về đáy số 2 hình thành đỉnh số 3, về đáy số 4 hình thành đỉnh số 5, thì để dự đoán là cái đợt downtrend tiếp theo của năm 2018 này nó sẽ rơi về cái vùng đáy bao nhiêu thì chúng ta gom được hàng, thì thường thường cái vùng đáy theo kiến thức về Elliott ấy, thường thường cái vùng đáy theo lý thuyết về Elliott để chúng ta gom được hàng thì nó sẽ rơi vào cái vùng, nó chính là cái vùng này, nó chính là cái vùng từ đỉnh số 3 về đáy số 4 này. Theo ở đây nó rơi vào từ khoảng 2.000, từ 3.000 cho đến 4.900. Thì trong cái vùng này, khi mà nó giá nó về đến gần cái vùng này mà chúng ta thấy là cá mập nó gom hàng thì chúng ta gom được. Như bản thân em, khi mà em thấy là cá mập nó gom gần 3 tháng ở cái vùng 6.000 này mà nó gần gần cái vùng này rồi thì em cũng gom 1/5 vốn vào, chả có vấn đề gì cả. Mà xuống đây mà nó sideways tiếp đây chúng ta lại gom. Mọi người nhớ cái lý thuyết này chưa? Có nghĩa là vùng đáy của sóng điều chỉnh, cái đáy số, cái đỉnh số 5 này, từ đây đến đây chúng ta coi là một con sóng tăng chính, mà tiếp theo nó là một con sóng điều chỉnh của sóng tăng, tiếp theo nó là một con sóng điều chỉnh của cái sóng tăng này, thì để xác định cái vùng đáy mà chúng ta có thể mua vào cho cái con sóng này, vùng đáy chúng ta có thể xác định để mua vào cho cái con sóng này, cho cái con sóng này nó sẽ rơi vào quanh quanh trong khoảng từ cái đáy số 4 này lên cái đỉnh số 3 này. Có nghĩa là nếu, có nghĩa là ngay khi mà chốt ra cái số coin của Andon ấy, Andon mua, Andon bán ra hết ở cái thời điểm cuối tháng 12 năm vừa rồi ấy, thì Andon xác định luôn, Andon vẽ luôn cái Elliott này ra. Andon xác định luôn là bao giờ nó về gần đến cái vùng từ 3.000 cho đến 4.900 ở đỉnh số 3 này, về gần gần đến đây thì Andon mới mua. Còn kể cả nó có sideways, còn kể cả trên này nó có sideways cả tháng giờ đi chăng nữa thì mình không mua. Bao giờ nó về gần đến cái vùng này thì mình mua này. Nó về gần vùng này mà nó sideways mà nó vô lúc nhỏ thì mình mua này. Mọi người hiểu chưa? Phần này mọi người hiểu là làm sao để chúng theo lý thuyết sau khi đảo vùng đáy thì gom vào vùng đỉnh. Ok, chính xác. Chính xác nha Minh Chí. Mọi người nhớ cái đặc điểm này để chúng ta gom hàng chứ. Thì với những cái công cụ chúng ta học trong 3 ngày vừa rồi, Andon đảm bảo là anh chị đánh kiểu gì cũng thắng, không thể thua được. Nếu mà học xong những cái công cụ này mà bảo vẫn đu đỉnh thì cũng chịu ấy. Kết hợp Elliott này, kết hợp lý thuyết 3 giai đoạn này để phân tích tâm lý thị trường này, kết hợp bài toán gom hàng cho cá mập để chúng ta mua này. Mua xong rồi đến lúc nào cần chốt, chốt thì dùng Elliott, lại chốt lại dùng Elliott, cứ vẽ ra 5 sóng. Rồi thêm ARIC, DMI, thêm chỉ số đồng tiền nữa để xác định cái mức nguy hiểm là chúng ta chốt ra, kiểu gì chẳng hạn. Mọi người hiểu phần này chưa? Mọi người hiểu phần này chưa? Chính xác. Thì khi mà chúng ta ở cái giai đoạn mà nó tăng trưởng nóng ấy, chúng ta vẽ ra được 1, 2, 3, 4, 5 con sóng rồi, mà thị trường lúc đấy mọi người đang ào mua vào rồi, lúc đấy chúng ta kể ra nó đang ở sóng số 5 rồi, thì lúc đấy chúng ta phải cẩn thận, nhớ thằng Andon nó dạng cái gì.
nó dạng là phải bật cái đồ thị ARIC DMI lên để xem là cái trend đấy nó đã ở cái vùng nguy hiểm hay chưa, bật cái theo dõi MFI RSI lên, cái chỉ số dòng tiền lên xem nó ở vùng nguy hiểm hay chưa, thì lúc đó phải canh canh mà là stop loss, lúc nào cũng phải trong tư thế stop loss ra trực tiếp ra đô thì kiểu gì cũng thắng. Ok, nếu mà theo lý thuyết ấy, chẳng hạn như này, theo lý thuyết ở trong thị trường crypto thì chúng ta sẽ dùng cái vùng đâu đó nó khoảng tầm Phan Đại Tín hỏi là bây giờ chính xác là đang sóng hai lớn và sóng C nhỏ. Sóng hai lớn và sóng C nhỏ là sao? Em không hiểu câu hỏi của anh Đại Tín lắm. Anh hỏi rõ hơn được không? Không hiểu câu hỏi lắm. Anh Đại Tín đặt lại câu hỏi nhé. Để trả lời cho mọi người luôn. Mọi người thắc mắc chỗ nào đặt câu hỏi luôn để trả lời. Thực chất trong thị trường crypto ấy thì chúng ta sẽ căn vào theo lý thuyết chẳng hạn như này nhé. Tôi muốn nói một cái gì nhỉ? Như vừa rồi anh được nói với mọi người là chúng ta sẽ gom hàng khi mà giá nó về gần đến cái vùng giá từ đáy số 4 này lên cái đỉnh số 3 đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà so với cái khung thời gian dài hạn thì sao? Chúng ta bật cái thời gian dài hạn này. Chúng ta cũng có thể đo bằng chúng ta có thể đo bằng Fibonacci được chứ đúng không? Chúng ta có thể đo bằng Fibonacci nếu mà theo lý thuyết chúng ta đo bằng Fibonacci được. Nếu mà theo đúng lý thuyết, chúng ta đo ra cái nếu mà cho theo đúng lý thuyết. Chúng ta đo ra là chúng ta đo Fibonacci retracement đây. Chúng ta đo ra cái đỉnh số 5 nó như này, theo đúng lý thuyết. Thì cái đỉnh số 5 theo lý thuyết nó phải nằm trong cái khoảng là từ 1.618 cho đến 2.618. Có nghĩa là cùng lắm nó lên đến khoảng tầm 11.500 đây. Đỉnh số 5 theo lý thuyết nó sẽ nằm ở đây. Đỉnh số 5 theo lý thuyết nó sẽ nằm ở đây. Đấy, đáng lẽ năm 2017 nó chỉ lên ở đây thôi. Thì theo lý thuyết là như vậy. Thì để xác định cái vùng đáy thì cả năm 2017 chúng ta coi nó là một sóng đi. Từ đáy số 0 này lên đỉnh số 5 chúng ta coi nó là một sóng đi. Thì để xác định cái sóng điều chỉnh tiếp theo của năm 2018 thì chúng ta kéo cái Fibonacci retracement như có gì đâu. Chúng ta kéo từ đỉnh số 5 này về đáy số 0, đúng không? Đó, thì cái vùng gom hàng của chúng ta sẽ quanh quanh đâu đó quanh đây. Nó theo lý thuyết như vậy. Đây, cái đỉnh số 5 để maximum đấy, là 2.618 là cao nhất đấy. Còn để quanh quanh về cái khoảng tầm 1.618 thì nó sẽ ra đúng cái vùng dưới nó trùng trùng với cả cái đáy số 4 lên đến đỉnh số 3 này, quanh quanh cái vùng nó thôi. Nhưng mà chính vì cá mập nó bẻ kỹ thuật nhiều quá, chính vì cá mập nó bẻ kỹ thuật mà nó cái đỉnh số 5, cái con sóng số 5 nó đẩy lên đến tận 20.000 trên này, vượt tất cả sự tưởng tượng của các chuyên gia. Nên là chúng ta luôn luôn chúng ta vẫn phải tuân theo là cái vùng giá, chúng ta không cần đo Fibonacci nữa, mà chúng ta tuân theo cái vùng giá chúng ta gom vào là từ đáy số 4 cho đến cái đỉnh số 3 này. Có nghĩa là từ đầu năm, từ cuối năm 2017 anh đừng xác định luôn là năm 2018 nó phải đao về đâu đó cái vùng khoảng tầm từ 3.000-4.000 này. Thì bao giờ về gần đến vùng đó, nếu có tín hiệu cá mập gom hàng thì mình mới gom. Thì đó là một cái keyword để mọi người ghi vào cho nó chính xác. Ok, anh Phan Đại Tín đặt lại câu hỏi đi ạ. Anh Phan Đại Tín nói là vậy bây giờ chính xác là đang sóng 2 lớn và C nhỏ. Anh Phan Đại Tín Anderson thử vẽ 8 sóng đao 5 2018. Vừa đây anh đừng có nói đấy, là 2018 của chúng ta là cái giai đoạn downtrend. Thì giai đoạn downtrend anh đừng có nói là nó không đúng kỹ thuật. Ở đây mọi người có thể vẽ ra hàng chục con sóng chứ không phải là 8 con sóng. Nhưng mà mọi người nhớ cái lý thuyết hôm qua chúng ta học về lý thuyết down không ạ? Chúng ta có cái lý thuyết down là lý thuyết gì? Chúng ta vẽ như này. Chúng ta có lý thuyết down ngày hôm qua là xu thế chính, xu thế thứ cấp, xu thế chính, xu thế thứ cấp, xu thế chính.
Khi mọi người học nhuần nhuyễn cái lý thuyết Dow rồi, mọi người nhớ nhuần nhuyễn cái lý thuyết Dow rồi, mọi người phải nhớ cho em là luôn luôn thị trường nó có xu thế chính và xu thế thực tập. Bao giờ cũng vậy. Nếu thị trường nó đang ở trên tăng thì xu thế chính là xu thế tăng. Thị trường đang ở trên giảm, xu thế chính là xu thế giảm. Còn mọi người hỏi sideways gì? À, sideways thì nó nằm trong xu thế thứ cấp. Chẳng hạn như này. Chẳng hạn mình vẽ như này. Thị trường nó giảm liên tục như này, đúng không ạ? Thị trường nó giảm liên tục như này. Thì cái giai đoạn này được gọi là xu thế chính. Nhưng mà nó giảm về đến đây, nó bắt đầu sideways. Sideways như này. Sau đó mới tăng lên một đoạn ở trên này. Thì nhiều người hỏi là cái giai đoạn sideways này nó là xu thế chính hay xu thế thứ cấp. Thì câu trả lời, cái sideways này nó nằm trong cái xu thế thứ cấp của cái đoạn tăng lên này. Mọi người hiểu em không ạ? Mọi người hiểu phần này không ạ? Mọi người phải hiểu rõ phần này thì mọi người mới dùng được nhé. Mọi người hiểu phần này để anh đừng ví dụ nhé. Giai đoạn giảm này là xu thế thứ cấp, à giai đoạn giảm này là xu thế chính. Và nó sideways một đoạn, nó tăng lên như này, thì cái xu giai đoạn sideways này nó nằm trong cái xu thế thứ cấp của cái giai đoạn tăng lên này. Anh đừng lấy ví dụ cho mọi người. Và câu chuyện mọi người nhớ ngày hôm qua chúng ta học về lý thuyết Dow, mọi người phải nhớ cho em là xu thế chính chỉ tiếp diễn khi và chỉ khi cái xu thế thứ cấp nó phá qua cái đỉnh của xu thế chính. Chính xác, Minh Chí. Cái này mà không nắm vững hỗ trợ kháng cự là rất dễ phán đoán nhầm xu thế chính. Chắc chắn luôn. Mọi người phải học kỹ cho em cái lý thuyết supply demand ở trên kênh nhá. Cái video số 14, đâu đó 14, 15 gì đấy. Đây này. Học lại cho em cái này thì trên kênh em dạy rồi, em không dạy lại đâu. Phân tích kỹ thuật phần 14, lý thuyết supply demand, cách vẽ kháng cự hỗ trợ và trendline, cái này phải học nhuần nhuyễn. Vẽ đi vẽ lại nhiều vào, sai thì sửa. Chẳng hạn như này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nói câu chuyện về xu thế chính và xu thế thứ cấp này. À, như thế này. Được. Chúng ta bật 04 giờ cho nó nhiều sóng, nó máu. Phần này tín hỏi là giả sử sóng 1 và sóng 4 có vùng giá chung, tức là sai phạm. Chính xác. Sóng 1 và sóng 4 không được dính vào với nhau. Như cái năm 2017 nó gần dính đấy. Đây, nếu một mọi người chơi thì mọi người sẽ vẽ như này. Chẳng hạn đây. Anh lấy ví dụ đây là một giai đoạn tăng giá đúng không ạ? Từ đây lên đây là một giai đoạn tăng giá, từ đây lên đây là một giai đoạn tăng giá. Thì chúng ta vẽ ra những con sóng như này. Chúng ta vẽ ra được những con sóng như thế này. Đây là một cái giai đoạn tăng mà chúng ta có thể chơi, giai đoạn này chơi rất tốt này. Chúng ta vẽ ra đây. Coi là tăng từ đây lên đây là một sóng đúng không ạ? Giảm đây. Tăng lên đây. Về đây một sóng đúng không? Về đây một sóng đúng không? Thì khi mà giá nó tăng lên đây, tăng từ đây lên đây, thì anh đừng đảm bảo là cái con sóng đầu tiên này khó ai có thể dự đoán được. Nhưng khi mọi người thấy có dấu hiệu quay đầu, thì để dự đoán cái sóng số 2 này chúng ta dùng cái lý thuyết, chúng ta dùng cái gì ạ? Dùng cái Fibonacci retracement. Fibonacci retracement kéo từ cái đỉnh số 1 này này về cái đáy không này này, xem là khả năng nó về đến đâu. Thì theo lý thuyết là nó sẽ rơi vào từ 0.382 cho đến 0.618, thì cứ chia ra một vào. Nhưng mà cái đấy thì nó không ở cái sóng này để bắt được đáy. À, đừng không khuyên là mọi người dùng Fibonacci để bắt đáy nhé, cái đấy là sai lầm nhé. Có nghĩa là ở trong cái khoảng này từ 0.382 đến 0.618 này, khi thấy nó giảm mà thấy có dấu hiệu quay đầu và có tín hiệu mua thì chúng ta mua. Tín hiệu mua là gì thì buổi 4 và buổi 5 sẽ học. Nhưng mà chúng ta dùng cái này để chúng ta căn cái tín hiệu, nếu có tín hiệu chúng ta mua vào. Và khi nó tăng lên, mà chúng ta nhớ cái lý thuyết là xu thế chính chỉ tiếp diễn khi xu thế thứ cấp vượt qua xu thế chính, vượt qua đỉnh xu thế chính. Có nghĩa là khi mà giá tăng lên đây, vượt qua cái đỉnh của sóng 1 này,
thì chúng ta biết ngay là nó đang hình thành một cái sóng tăng. Thì để dự đoán được cái đỉnh của sóng 3 này thì chúng ta dùng Fibonacci extension để chúng ta chốt lời. Có nghĩa là candle coi như đoạn sau này nó chưa xảy ra nhé, nhưng mà khi giá từ đây nó vượt qua cái đỉnh số 1 này thì chúng ta sẽ dùng Fibonacci retracement để chúng ta sẽ dùng Fibonacci extension để dự đoán cái đỉnh của sóng 3 này. Kéo từ đáy 0 lên đỉnh 1, kéo về đáy 2. Thì ấy mẹ luôn luôn nó bẻ kỹ thuật thế mới láo ấy. Mọi người thấy câu chuyện đây là gì không ạ? Cá mập có bẻ kỹ thuật. Đôi khi trong những cái trường hợp như này chúng ta phải chấp nhận. Có nghĩa là chúng ta không chốt được ở cái vùng này tại vì nó chốt sớm quá. Nó chốt ở đáy 1 này. Thì thường thường trong kinh nghiệm chơi crypto của anh ấy, nếu mà chúng ta mua được cái vùng giá dưới này, nếu chúng ta mua được cái vùng giá dưới này thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần để chúng ta chốt. Chúng ta chia ra làm 3 phần để chúng ta chốt. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ chốt ở cái vùng 100% này, là cái đường 1 của Fibonacci extension. Phần thứ hai chúng ta sẽ chốt ở 1.618 và phần thứ ba chúng ta sẽ chốt ở 2.618. Chúng ta sẽ chia ra 3 phần là chốt như vậy. Thì cái này nếu mà chúng ta chốt thì chúng ta chốt ở cả đầu tiên. Tại vì rất nhiều những trường hợp mọi người sẽ gặp như này, là nó cá mập nó cứ đến cái vùng 1 này nó quay đầu chứ chưa lên đến 1.618 đâu. Thì theo kinh nghiệm của Anderson là chúng ta sẽ chốt ngay từ cái vùng số 1 này. Và tiếp theo để đo được là nó sẽ điều chỉnh về đâu. Mọi người thấy đây nó có tăng, cái sóng tăng này nó lên đúng 5 sóng không? Sóng tăng này lên đúng 5 sóng không? Để đo được cái vùng số biết đáy số 4 nó về đâu để chúng ta canh cái tín hiệu, nếu mà có tín hiệu tăng thì chúng ta mua vào ấy. Lại dùng retracement kéo đáy số 3, đáy số 2 này. Thấy chưa? Cái đáy số 4 này nó rơi vào 0.382 này thì khi có tín hiệu tăng là chúng ta mua vào. Mua vào và khi mà nó thấy nó vượt được cái đỉnh số 3 này thì chúng ta căn xem là chúng ta lại dùng extension, chúng ta xem cái đáy số 5, cái đỉnh số 5 nó khả năng nó sẽ lên đến đâu để chúng ta chốt lời. Lại extension ra. Đấy, đỉnh số 5 lại lên đến đường 1 lại quay về. Đó, tiếp theo, thử tiếp một trường hợp nữa nhé. Và thử xem đoạn sideways là nằm trong sóng thứ cấp. Mọi người nhớ là đoạn sideways thì luôn luôn nằm trong sóng thứ cấp. Đây mọi người nhìn này. Ở ngay thời điểm hiện tại đúng không ạ? Sóng nó tăng từ dưới này lên, đúng không? Thì chúng ta đo xem, mọi người đo cái retracement này. Về cái đấy này, cái này mọi người phải tập nhiều để vẽ cho nó nhuần nhuyễn nhé. Thấy chưa? Nó về đến cái vùng 0.5, 0.382 nó lại giật lên này. Thì bao giờ ở thời điểm hiện tại chúng ta đang ở giá 4.001, thì bao giờ nó vượt được cái 4.004 này thì mọi người sẽ đo luôn cho em là cái extension. Mọi người đo luôn cho em cái extension ra từ cái đáy này lên đây, về đây, thì để xem cái đợt giá sắp tới nó có lên được. Chúng ta cùng chờ xem đợt giá sắp tới nó có lên được 4.007 không nhé, và kỳ vọng cao hơn xem có lên được 5.002 không nhé. Thì đó là cái cách để mọi người áp dụng vào. Mọi người hiểu em chưa? Kết hợp các con sóng chúng ta vẽ ra như vậy. Và theo lý thuyết ấy, để chúng ta vẽ một cái sóng Elliott ấy, chúng ta vẽ như này. Chúng ta đếm sóng, có nghĩa là cái lý thuyết đếm sóng. Thì nếu mà chúng ta đo cái đáy của sóng số 2 này, chúng ta dùng retracement kéo đáy số 1 về 0. Thì nếu mà trong crypto nó có thể rơi về 0.382, nhưng nếu xuống sâu chấm dưới 0.382 thì nó là cái khả năng mà chúng ta vẽ sóng nó sẽ bị sai. Thì thường thường cái đáy số 2 nó sẽ lên trên này. Còn nếu mà ấy, cái đáy số 2 này nó cao hơn 0.618 chẳng hạn. Như lý thuyết vừa rồi anh được đưa cho mọi người là đáy số 2 nó sẽ rơi vào từ 0.382 cho đến 0.618. Nhưng nếu cái đáy số 2 này nó cao hơn, cái đáy số 2 này nó cao hơn 0.618 thì có nghĩa là cái đoạn này nó không được coi là đáy số 2. Mọi người hiểu em không ạ? Nếu đáy số 2 này cao hơn 0.618 thì có nghĩa là cái đoạn từ 1 đến 2 này nó không được coi là cái sóng điều chỉnh. Mà lúc đó chúng ta phải đếm như này này. Lúc đó chúng ta sẽ đếm là từ cái đáy 0 này
lên cái đỉnh 3 này là sóng 1. Mọi người hiểu em không ạ? Nếu mà cái đáy số 2 này cao hơn 0.618 thì nó không được coi là sóng 2, mà chúng ta sẽ kéo từ cái đỉnh từ đáy 0 này lên cái đỉnh số 3 này được coi là cái sóng 1. Đợi em một chút, em thay cái tai nghe cái pin này. Alo. Ok. Đó. Nếu mà cao hơn cái 0.618 này thì chúng ta sẽ kéo từ đây lên cái đỉnh số 3 này được coi là một sóng. Còn đoạn này nó chỉ là đoạn nhỏ nhỏ thôi, không cần tính. Còn nếu mà trường hợp cái đáy số 2 này nó thấp hơn 0.236, thấp hơn 0.382 thì lúc đấy thì chúng ta bỏ luôn đoạn đằng trước này. Chúng ta bỏ luôn đoạn đằng trước này, mọi người hiểu em không ạ? Bỏ luôn đoạn đằng trước này và chúng ta tính là cái sóng số 1. Tính là cái sóng số 1 nó sẽ kéo từ đây. Đoạn đằng trước nó không được, thì lúc đấy cái đoạn đằng trước này chúng ta bỏ luôn. Nó không đi theo sóng Elliot thì chúng ta bỏ luôn và chúng ta tính cái đáy số 0 này từ cái đáy số 2 này lên đến cái đỉnh số 3 này, nó được coi là cái sóng 1. Và tiếp theo là sóng 2, sóng 3. Đó. Và cái đáy số 4 này, cái đáy số 4 này nó thường thường nó cao hơn cái đỉnh số 1 này. Nếu mà thấp hơn đỉnh số 1 thì là sai. Đó là lý thuyết. Minh Chí hỏi cái gì? Minh Chí hỏi là ở cây nến xanh dài kia, đường lại qua chỗ đấy rồi. Để kéo xem lại ở chỗ nào nhỉ? Phá rồi. Phải đóng cửa trên đỉnh 1 mới thực sự xác nhận tín hiệu. Đúng rồi. Nếu một cái kháng cự ấy, chẳng hạn như này, chúng ta có một kháng cự ở đây. Chúng ta có một kháng cự ở đây. Và giá nó đi lên này. Thì bao giờ chúng ta phải chờ cho cái cây nến, ít nhất là cây nến 4 giờ ấy, nó phải đóng cửa ở trên cái kháng cự này thì mới được coi là kháng cự phá, đã được phá. Còn nếu mà nó tăng lên xong lại giảm xuống ngay mà nó không đóng cửa, mà nó đóng cửa ở dưới này, ở dưới kháng cự, thì kháng cự đó chưa coi là được phá. Thì nó chưa phải tín hiệu tốt. Đó là cái lý thuyết về sóng Elliot ngày hôm nay. Thế nói thêm một chút về cái giai đoạn downtrend, cái đặc điểm đầu của giai đoạn downtrend. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo sóng down này, chúng ta có ABC ở đây đúng không? Đây chúng ta nói về lý thuyết rồi. Crypto thì đây, A, B, C chẳng hạn vậy. Thì cái đặc điểm của cái sóng A ấy, chúng ta sẽ nói một chút về đặc điểm thị trường về sóng A này khi nó bắt đầu down này. Có nghĩa là ở cái sóng A này, sóng A nó là cái con sóng bắt đầu cho cái đợt điều chỉnh ABC, như là cái đợt đầu năm 2018 ấy. Thì trong cái thời gian diễn ra cái sóng A này thì thông tin lúc đó trên thị trường vẫn toàn là tin tốt, cực kỳ lạc quan, do cá mập nó bơm ra. Mặc dù giá thì nó đi xuống rất là mạnh, nhưng mà tin tốt vẫn ra rất là nhiều. Và phần đông các nhà đầu tư vẫn rất lạc quan và họ cho rằng thị trường có thể tiếp tục tăng lên. Mọi người nhớ là cái thời điểm tháng 1 vừa rồi, khi Bitcoin nó xuống 14-15 ngàn rồi, mà vẫn rất nhiều ông trên thị trường phán rằng là cuối tháng 1 Bitcoin có thể lên đến 27-30 ngàn. Cái điều đó rất là vô lý, chứng tỏ các ông chả hiểu gì về Elliot cả. Bitcoin nó down như vậy, volume down như vậy, Elliot như vậy rồi mà các ông vẫn phán là Bitcoin có thể lên được 27-30 nghìn thì anh cũng chịu. Đó. Thì cái đặc điểm của sóng A như vậy, thông tin cá mập vẫn bơm ra cực kỳ lạc quan, thị trường vẫn cực kỳ lạc quan và mọi người vẫn tin rằng là nó có thể tăng lên. Đó là cái đặc điểm của sóng A. Bởi vì những người đó họ chưa hiểu về sóng Elliot, và thứ hai là họ chưa quan sát khối lượng. Chúng ta nhớ cái đặc điểm hôm qua chúng ta học về lý thuyết Dow là cái gì? Sóng điều chỉnh thì volume giao dịch luôn luôn giảm so với sóng chính. Có nghĩa là giai đoạn sóng 2 này volume nhỏ hơn giai đoạn sóng 1. Giai đoạn sóng 4 này volume nhỏ hơn giai đoạn sóng 3. Nhưng mà khi mà năm 2017, cái giai đoạn sáng tháng 12 và tháng 1 ấy, khi Bitcoin nó down, nó đang bị ở bên kia sườn dốc, từ 19.700 nó down về 17.000 ấy,
cái volume ở đoạn này này nó tăng mạnh lên như thế thì chứng tỏ đấy không phải là sóng điều chỉnh của sóng năm, chứng tỏ đấy không phải là sóng điều chỉnh mà đấy thực sự là một con sóng dài. Chúng ta nhìn lại đồ thị này. Đây, chúng mọi người nhìn cái đường cam cam ở dưới này này. Lúc có sóng 5 nó đây. Sóng 5 từ dưới này nó đi lên đúng không ạ? Mà cái sau đó nó giảm xuống. Sau đó nó giảm xuống như này, chẳng hạn vậy. Thì cái con sóng này khi nó giảm như này thì chúng ta phải quan sát cái volume. Nếu mà volume nó giảm hơn so với sóng 5. Nếu volume của cái đoạn bên này nó giảm hơn so với cái đoạn sóng 5 bên này thì khả năng nó có thể là sóng điều chỉnh. Nhưng mà nếu nó down như này mà cái volume nó đang tăng lên mạnh lên như này, cái cột đỏ nó dựng đứng lên như này, cái cột đỏ dưới volume này này nó dựng đứng lên như này, thì chứng tỏ lúc đấy là cái lượng bán nó đang cực kỳ mạnh và lúc đó là chuyển sang cái đoạn downtrend thực sự chứ không còn là cái đoạn điều chỉnh nữa. Đấy, tại vì không hiểu tại sao mà một số ông trên thị trường, rất là những ông chuyên gia ở Việt Nam vẫn phán là Bitcoin sẽ lên 27-30 ngàn mà nhìn cái volume nó như vậy, volume bán mạnh như vậy. Thì đó là cái dấu hiệu của việc downtrend thực sự khi volume nó tăng mạnh chứ không phải là sóng điều chỉnh. Vì nếu điều chỉnh thì volume nó phải giảm so với trước cơ. Thì đấy là cái dấu hiệu rất đơn giản và cũng cực kỳ hiệu quả để chúng ta nhận biết thị trường xem nó giảm thực sự hay chưa. Mà nếu mà nó chuyển sang giảm thực sự thì nó còn giảm sâu chứ đừng có hy vọng nó giảm một chút xong nó lên. Đấy, mọi người thấy là câu chuyện cả năm 2018 vừa rồi đấy. Đến bây giờ là 11 tháng trời nó vẫn lẹt đẹt. Còn lâu. Đó. Tiếp theo, sau khi cái con sóng A nó hoàn thành thì tất nhiên là sẽ có một số bác lạc quan và cho rằng thị trường đi lên mà họ mua vào, thì khi đó nó hình thành những con sóng B và giá nó tăng trở lại so với lúc sóng A. Thì sóng B nó được coi là một cái điểm kéo dài của cái thị trường bò húc. Thì đối với những người theo trường phái phân tích kỹ thuật cổ điển ấy, thì điểm B này nó chính là cái vai phải của cái mô hình giá vai đầu vai báo hiệu từ tăng thành giảm. Và cái khối lượng giao dịch của sóng B, tất nhiên rồi, sóng B nó là sóng điều chỉnh của sóng A thì cái volume giao dịch của sóng B nó luôn luôn giảm hơn so với sóng A. Và khi chúng ta đo cái retracement ấy, chúng ta sẽ kéo từ cái đáy A này về cái đỉnh trước thì chúng ta sẽ ra được là cái sóng B nó sẽ rơi vào từ khoảng 0.618 cho đến 0.382 của sóng A. Đó, sóng B nó sẽ nằm từ 0.618 cho đến 0.382 của sóng A. Để xem sóng B nó hồi về đến đâu. Đó. Tiếp tục sau đó, khi mà cái lượng người mua họ đã yếu dần rồi thì tất nhiên thị trường lúc này được bán mạnh nó lại tiếp tục nó kéo xuống. Và những cái thông tin của sóng B lúc này ở giai đoạn sóng B này thì thông tin thị trường cơ bản vẫn là những tin rất là tích cực. Và rất nhiều người sẽ nghĩ là sóng B này nó có thể vượt qua được cái đỉnh trước này, nhưng mà câu chuyện đó rất khó xảy ra. Mà họ vẫn mua vào đây và họ lại đu đỉnh thêm lần nữa, họ lại đi chơi, họ lại đu đỉnh thêm lần nữa. Làm cho người nhiều vẫn tin là ở giai đoạn sóng B này, mọi người nhớ là cái đoạn tháng 1, tháng 2 rất nhiều người vẫn tin rằng là thị trường vẫn tiếp tục uptrend và họ lại FOMO, họ lao vào mua mà họ lại đu đỉnh thêm lần nữa. Và đến con sóng C này thì cái volume nó sẽ tăng rất là mạnh. Từ sóng B này trở xuống thì sóng C này là volume tăng rất là mạnh. Tại vì khi đó ngoài những người ta bán ra nữa, còn những cái người mà họ đu đỉnh này, lúc đó họ mới chợt nhận ra rằng là bây giờ thị trường nó mới giảm thực sự. Thì lúc đó họ bán thì cái volume nó lại tăng mạnh lên lần nữa và khối lượng giao dịch rất là tăng. Và lúc đó mọi người đều chợt nhận ra rằng thì lúc đó phải đến cái sóng C này thì những cái người amateur kia họ mới chợt nhận ra rằng là thị trường nó đang downtrend thực sự. Và lúc đó thì nó đã muộn mất rồi. Thì anh chị em trong nhóm chúng ta, mọi người đã nghiên cứu về cái vấn đề này thì chúng ta phải nhớ những cái tín hiệu đó để chúng ta thoát ra khỏi thị trường cho nó hợp lý và lợi dụng các con sóng để kiếm lại lợi nhuận cho mình. Dùng cái thằng Fibonacci ấy, căn xem sóng nó đến đâu. Nhưng mà đó không phải là tín hiệu để chúng ta mua vào. Chúng ta căn đến cái vùng này, nếu ở trong cái vùng giá này nó có tín hiệu chúng ta mua thì khả năng ăn của chúng ta sẽ cực kỳ cao. Chứ em nhắc lại, Fibonacci không phải là một cái để chúng ta tìm điểm vào lệnh nhé. Fibonacci là tìm cái khoảng giá, ở trong cái khoảng giá đó chúng ta sẽ tìm cái điểm vào lệnh thì nó cái hiệu quả sẽ rất là cao. Trong những cái buổi sắp tới hoặc là trong những cái video sắp tới, Adam sẽ gửi cho mọi người là chúng ta sẽ cùng nhau kết hợp Fibonacci với công cụ khác như thế nào, nó rất hiệu quả. À,
phép Fibo xác định đáy C đúng không? Cứ theo lý thuyết thôi, nhưng mà trong crypto thì cái giai đoạn downtrend này chúng ta không dùng cách đó nữa nhé. Cứ dùng cái vùng mã đơn bảo ấy, là từ đáy 4 này lên đỉnh 3 này. Thì là nếu mà giờ về gần đến vùng đó, cá mập nó gom chúng ta gom. Còn nếu mà ai dùng trong các thị trường khác thì chúng ta sẽ vẽ kiểu này, extension nhé. Fanbase Fibonacci extension này. Nếu nó phá đáy số 4 thì chúng ta lại gom. Đã bảo là vừa nãy anh Chiến Nguyễn nhé, chúng ta kết hợp giữa câu chuyện là gì? Các công cụ chúng ta vẫn phải kết hợp với công cụ quản lý vốn. Anh Đường đã nói như nào? Là chia vốn ít nhất 5 phần cơ mà. Ít nhất 5 phần thì mọi người thoải mái. Nó xuống chúng ta vẫn còn vốn để mua, yên tâm. Thì để xác định cái đáy C này chúng ta kéo như nào? Kéo từ đây xuống đáy A, kéo lên đáy B. Thì cái đáy C này nó sẽ rơi vào từ 1.618 cho đến 2.618. Tại cái đoạn này là vừa ăn đơn vẽ linh tinh nên nó ra cái đoạn sâu dưới này đấy. Tại cái đoạn trên này ăn đơn vẽ linh tinh này này, thì nó mới ra đoạn dưới này, đang nghe cái đỉnh A nó chỉ khoảng đâu đó quanh đây thôi. Trên này thôi, nó ngắn đây này. Thì nó chọn khoảng này. Đó. Mọi người hiểu chưa? Chúng ta phải kết hợp với câu chuyện quản lý vốn nhé. Thường thường thì theo lý thuyết thì nó khó phá lắm. Khả năng ăn đường dự đoán đáy nó rơi khoảng, đáy mùa này ăn đường dự đoán nó rơi khoảng tầm 2.500 đến 2.900 tầm đó. Đó, mọi người phải kết hợp với câu cụ hôm nay như vậy. Cái câu chuyện thì chúng ta đang nghiên cứu về những cái vấn đề này rồi, chúng ta phải nhớ những cái tín hiệu đó thôi. Chúng ta vào thị trường cho hợp lý mà thoát ra cho hợp lý. Tín hiệu sóng Elliott, tín hiệu thị trường, tín hiệu volume và những cái chỉ báo mà Đừng đã chia sẻ trong 3 cái video ngày hôm qua thì anh chị thừa sức có thể chiến thắng trong thị trường này. Thừa sức luôn ấy. Thì em đảm bảo là anh chị không thể đu đỉnh được. Và cái câu chuyện này nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi. Chúng ta là những trader cũ, chúng ta nghiên cứu rồi thì chúng ta hiểu. Còn những người ngoài kia, những người trader mới vào thị trường thì theo cái kiểu FOMO mà không có kiến thức ấy, thì họ sẽ lặp lại câu chuyện đu đỉnh như vậy thôi, chắc chắn là như vậy. Tại vì họ không chịu tìm hiểu. Thì hôm nay những cái kiến thức em đã chia sẻ ở đây, những công cụ em đã chia sẻ, mà đến cuối năm anh chị nào mà vẫn cái mùa sau thì anh chị nào mà vẫn nhắn tin bảo là Anden ơi, anh không thoát kịp hay là chị không thoát kịp, thì lúc đấy thì cứ nhớ cái mặt Anden nhá. Ok, cái phần kiến thức của hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Mọi người có câu hỏi gì về cái phần hôm nay không ạ? Chúng ta đi với nhau cả quá trình, còn rất nhiều kiến thức nó mà, còn rất nhiều kiến thức nữa mà mình sẽ cập nhật thường xuyên qua bài viết, qua video cho mọi người. Mọi người có câu hỏi gì không? Nếu không chúng ta sẽ kết thúc cái buổi ngày hôm nay ở đây. Hôm nay mọi người thấy cái buổi ngày hôm nay nó có giá trị không ạ? Cảm nhận của mọi người về cái buổi ngày hôm nay như thế nào? Xem cái phần kiến thức ngày hôm nay mọi người nhận được nó đã thỏa mãn chưa? Để chúng ta sẽ cải thiện trong những cái buổi sắp tới. Ok, Anden có một cái này này. Ngày mai Anden có việc bận, Anden phải đi, chứ Anden không ở nhà để dạy mọi người được. Nên là chúng ta sẽ nghỉ buổi ngày mai và chúng ta sẽ học bù vào ngày kia và ngày kia. Có nghĩa là ngày hôm nay là chúng ta làm. Hôm nay là ngày mùng 1, thì ngày mùng 2 là ngày mai đấy, chủ nhật chúng ta sẽ nghỉ và chúng ta sẽ học buổi số 4 và thứ 2 và buổi số 5 và thứ 3. Bác Phan Đại Tín đã tính xin nghỉ đá bánh rồi này, chết rồi. Mai đá banh à? Em chả biết. Rồi thế nghỉ đúng ý các bác rồi nhá. Thế là sướng rồi. Nghỉ đúng ý thì còn gì nữa. Retracement là mình sẽ đi. Em nhắc lại một tí nhá. Chị Thủy Nguyễn này, retracement là mình sẽ đi từ đỉnh xuống đáy, đỉnh xuống đáy phải không? Thì không phải đỉnh xuống đáy, chẳng hạn như này. Chúng ta chẳng hạn giai đoạn uptrend
Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không ạ? Giai đoạn uptrend thì xu thế chính là xu thế tăng. Thì cái retracement để chúng ta, mọi người cứ nhớ cho em là retracement thì để đo con sóng điều chỉnh. Còn extension là để đo cái sóng của xu thế chính tiếp theo. Thì nếu mà cái con retracement này, chúng ta sẽ đo cái điểm gần nhất của sóng chính về cái điểm trước đó của nó. Có nghĩa là như ở đây là cái sóng 1 này, là cái sóng chính này, thì chúng ta sẽ đo từ điểm gần nhất của sóng 1 để chúng ta đo ra sóng 2, chúng ta kéo từ đây về đây. Đúng không ạ? Chúng ta kéo từ cái điểm gần nhất sóng 1 về cái điểm trước đó của nó. Nhưng mà ngược lại, trong trường hợp mà sóng giảm là sóng chính thì sao? 1, 2, 3, 4, 5. Trong trường hợp mà sóng giảm là sóng chính thì chúng ta sẽ cũng kéo từ cái điểm gần nhất này về cái đỉnh trước đó của nó để chúng ta đo ra cái con sóng 2 này. Mọi người hiểu em không ạ? Mọi người nhớ là retracement để đo sóng điều chỉnh, còn extension là để đo sóng chính. Tiếp theo này, mọi người nếu mà phần này về mọi người phải xem lại Fibo extension này. Nếu mà sóng chính là sóng tăng, chúng ta kéo từ điểm trước đó của nó đến cái đáy, đến cái đỉnh hiện tại và đến cái đáy của sóng điều chỉnh thì ra được cái sóng tăng tiếp theo. Nếu sóng chính là sóng giảm, chúng ta đo từ điểm trước đó của nó đến cái đáy hiện tại và đến cái đỉnh của sóng điều chỉnh thì ra được cái đáy tiếp theo. Đó, ok. Mọi người còn câu hỏi gì không ạ? Chính xác, anh Phan Đại Tín nói đúng đấy. Nói chung ngày mai nghỉ là đúng ý các bác xem bóng đá rồi nhé. Xong đến hôm tới hỏi mà không nhớ bài thì chết rồi em. Video buổi 3 ngày hôm nay thì sáng mai mọi người sẽ nhận được. Nhóm mình làm quả cá độ đi, xem là Việt Nam được mấy trái. Mình chỉ nói chán thế. Thôi chúng ta nghỉ nhá. Mọi người chào nhau, chúc nhau ngủ ngon. Hẹn gặp nhau vào thứ hai, tối thứ hai 8 giờ nhá. Ok anh Phương Bắc, bây giờ em phải đi ra ngoài chút. Bây giờ em có việc đi ra ngoài chút thì lát tối về em trả lời anh Phương Bắc sau nhé. Ok, chào cả nhà, chúc mọi người ngủ ngon. Chào mọi người, hẹn mọi người thứ hai nhé, 8 giờ tối thứ hai nhé.